Hoàng Nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bên mình giới thiệu. Mời bạn nam. Dạ, xin chào anh Quỳ Linh. Chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thành Giáp, năm nay 36 tuổi. Em sống làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên về tạo mô tóc. Quê em ở đâu? Em ở miền Tây sông nước á chị. Để em hò một đoạn chị đón em biết em ở đâu. Hò đi, hò có hò liền. Hò chiêu Cà Mau nhuộm màu. À thôi biết rồi, em khỏi hò nữa em. Tới câu đó là biết rồi em. Em ở đâu chị? Cà Mau. Dạ không chị, em ở chợ Ô Vĩnh Long chị. Kỳ vậy. Hò Cà Mau ở Vĩnh Long. Tại vì cái bác mà hát bên này là Út chợ Ô. Trời đất ơi. Duyên. Được. Dễ thương. Bây giờ em hò lại thưa nguyên câu, anh thích em hò đó. Nào. Hò chiêu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm. Công tôi cực lắm mưa nắng giá dầu. Chiêu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Ngọt dữ. Được. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên cạnh và chào tất cả mọi người. Em tên là Mỹ Duyên, năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Cũng miền Tây luôn ha. Tiền Giang với lại Vĩnh Long sát bên nhau ha. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn trai là gì? Điểm mạnh của em là em có thể chơi tất cả các môn thể thao, tất cả các vật dụng trong nhà là em sửa được hết, làm được hết. Tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt em làm được hết. Việc nhà nấu ăn thì em cũng làm, nấu ăn cũng được hay ngon. Còn điểm yếu của em là em khi mà em làm căng thẳng nên em cũng hay quên. Khi công việc của em chiếm thời gian nhiều cho nên là em hay đi trễ giờ dây thun anh Linh. Bây giờ bạn gái mình giới thiệu về công việc của mình. Dạ, em hiện đang làm tại công tác tại phòng nhân sự một công ty tài chính. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em rất là dễ thích nghi. Em có thể sống ở mọi nơi. Dạ, còn điểm yếu thì em hay quên. Đôi khi không có chú ý tới những cái tiểu tiết. Nhưng mà em xin như vậy, công việc thì ổn định. Tại sao em phải nhờ đến chương trình? Gì chắc lưỡi ghê vậy? Tại vì em cứ hỏi em câu này hoài mà em có câu trả lời. Thiệt luôn. Mà như cái bệnh này nó lây lan trời ơi. Giống như là nếu mà em có người yêu thì em giải được là nguyền á, là cái tim sẽ có nhiều hết. À vậy hả, là hôm nay đi là có nguyên cái tim ế luôn á hả? Đúng luôn chị. Từ đó giờ anh mới nghe được là ế có lời nguyền đó. Ế mà có lây lan luôn nữa. Có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có chị, ba. Tóm tắt thì hai mối tình đầu thì xa quá không có hợp. Đúng rồi. Mối tình thứ ba thì em yêu đơn phương. Yêu đơn phương là cũng tính mối tình luôn á hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình đặt ra cái tiêu chuẩn bạn trai mình là người như thế nào? Dạ, thứ nhất là về ngoại hình. Em thích là khoảng cao 1m70 trở lên. Nặng khoảng từ 70 tới 75 kg. Tức là không ốm, cũng không mập. Trai đủ tiêu chuẩn không em? Dạ em 1m73, 69 kg chị. Được không em? Thì 69 kg thì hơi ốm nha. Dưới hơi ốm à? Không, 69 kg là em cân buổi sáng á chị, buổi chiều to là 71. Cũng được. Nhưng mà bên kia là ba mối tình rồi đó. Em mấy mối tình? Em hai mối tình chính thức, là yêu chính thức luôn. Rồi tiếp tục. Bây giờ ngoài cái chiều cao cân nặng rồi, em còn tiêu chuẩn gì nữa không? Về tính cách thì em thích những bạn nam sống có trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến và thương em. Đơn giản vậy thôi chị. Thương em thôi. Dạ. Hai cái kia cộng thương em. Hai cái kia cộng thương em. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều. Và nói nhiều hơn làm. Bên này làm tới 9 giờ, 9 10 giờ luôn á. Cái nào anh nói làm là anh làm, anh có trách nhiệm với lời hứa anh lắm. Có thật xấu không? Xét về bản thân á là em nói chung là khoảng 99% là hoàn hảo. Ồ. Được. Tự tin là một đích tích cũng tốt. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ kêu anh 1m50 tính 1m6 là được rồi. Mặt dễ thương là được. Da trắng trắng, không cần biết nội trợ giỏi. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Bê bối quá chứ lười biếng quá, em không thích thôi chị. Hai cái từ đó dùng cho con trai là nhiều. Không, nhiều người bạn gái lười biếng nên như mới có đứa bạn á, kéo đi qua nhà bạn ăn uống nấu ăn á. Mấy bạn kia thì ngồi chơi bấm điện thoại lên Facebook thôi, ngồi xong rồi nhảy vô ăn thôi chứ không phụ gì hết. Nó lười biếng ha. Nó lười á. Lười dữ vậy thôi. Nhiều khi thân quá rồi để cho mình làm nữa. Đâu? Thể hiện thôi mà. Là bạn em đó hả? Dạ mấy bạn gái mà ế á. Mấy bạn đó ế hả? Là bởi vậy hèn chi ế là đúng rồi. Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Năm sau tốt nhất chị. Mình đã chuẩn bị được những gì rồi? Vàng bạc đầy đủ, tiền bạc nữa. Có luôn vàng bạc nữa hả? Nhà cửa có chưa? Có chị. Mình có làm dâu không em? Dạ không chị. Mình có đặt ra yêu cầu gì ở nhà gái nữa không?
Dạ không chị. Sau này lấy nhau về thì tiền bạc ai sẽ là người quản lý? Thấy nếu mà nữ quản lý giỏi thì kêu cho bạn nữ quản lý. Ủa sao tốt vậy, mọi thứ vậy mà lại ế ta. Lạ thiệt, nghe rõ không? Chị có nhìn kỹ không? Kỹ. Có men lì không? Nãy em thiếu tiêu chuẩn phải men lì nữa. Chết cha, để qua coi lại. Có gì nữa? Sớm kìa, từ từ từ. Cái gì? Em có men không? Dạ em chuẩn men đó chị. Chuẩn men không? Có mấy mối tình rồi mà. Đứng lên hít đất vài cái thôi. Lâu quá không kêu ai hít đất. Trời ơi. Bao nhiêu cái chị? Em muốn hít nhiều hết. Trời ơi, sát luôn, thấy chưa? Khỏe chưa? Dữ hả? Thôi được rồi, được rồi. Quá dữ luôn. Rất là ví dụ nguyên bàn tay ha. Nắm tay anh này, anh chơi cái ngón cái vậy nè. Anh cong ngón cái lại vậy nè. Là người ta khỏe lắm ha. Ờ đó. Lực dồn vô cái lực ngón cái. Lực không ừ. Rồi cũng cong vậy luôn hả? Hay vậy dạ. Có khi nào làm cái cụp cái đi luôn không? Thôi. Thế sao cong cong ngộ vậy? Tại cong vậy là thường thường chỗ nào cũng cong á. Cái nào nó cong cong là thẳng. Câu này khó hiểu quá. Thôi được rồi. Cái ngón tay để vậy nè. Mà này nó cong ngang vậy luôn nè. Một người làm tóc thì liên quan đến rất nhiều phụ nữ. Dạ. Anh nghĩ rằng ngày nào anh cũng nói chuyện phụ nữ hết, thậm chí nói những lời rất là ngon ngọt. Dạ. Anh có ghen không? Ghen thì chắc chắn em ghen, nhưng mà sẽ có chừng mực. Tại vì không ghen thì không gọi là yêu rồi. Nhưng mà vấn đề em đặt ra chỗ đó đó. Đúng rồi. Không, chỗ đó là cái chỗ mà ảnh hàng ngày tiếp xúc cái đẹp rất là nhiều. Còn có nhiều cô rất là xinh. Đúng rồi. Ảnh cũng thuộc dạng đẹp trai mà ừ. Tại sao không dính ai? Em thắc mắc. Thắc mắc giúp em hỏi ảnh nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu chỗ đó thôi. Hít đất rồi mà em vẫn chưa yên tâm hả em? Dạ chưa chị. Khỏe lắm. Không. Hít mặt. Anh nhân... à, anh báo em là men, chuẩn men 100%. Thôi thôi thôi, để người thân người ta có ý kiến đi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Dạ, chào bạn. Nói về duyên á thì chỉ có hai từ thôi, đảm đang. Tính đến thời điểm này bạn Duyên đã có một ngôi nhà. Và mỗi một cuối tuần Duyên cũng về nhà phụ cha mẹ. Làm việc 5 năm với Duyên. Duyên từ một cô là chuyên viên, bây giờ đến bây giờ là phó phòng. Và quản lý hơn 10 nhân viên. Thì cái điều này là rất là tự hào với Duyên. Khi mà mình đã có một nhân viên rất là tốt. Và còn về bạn trai thì chị nghĩ là cái việc em chọn hay không chọn là quyết định của em. Và nếu mà chọn thì mình phải nghiêm túc với cái tình cảm này. À, cảm ơn bạn. Bạn trai đi với ai? Dạ, anh đi với anh ruột và chị ruột kiếm hai mấy đứa em. Xin chào anh hai MC, anh Quyền Linh và Cát Tường, quý vị khán giả, em gái. Theo chị nhận xét thì em gái dễ thương, nhìn cũng thông minh. Thì em trai của chị không phải là nó bị ế đâu, mà tại vì nó không có thời gian. Chứ nó cũng men, nó không phải là nó men. Những cái gì cái nhà nặng nhọc là nó làm hết á. Ở nhà chị thì lập gia đình hết rồi, còn mình nó út. Cũng má chị cũng kêu nó lập gia đình hoài. Nếu như lên đây hai đứa thông cảm với công việc làm, cho em làm buổi sáng đi. Buổi tối rảnh, thứ hai tới thứ sáu em rảnh thì hai đứa hẹn hò đi chơi. Còn thứ bảy chủ nhật thì em rảnh em lại làm tóc. Đó em hỏi phải tốn tiền cái khoản đó nữa. Có người làm cho em. Nếu em cảm thấy thông cảm được cái phần đó thì hai đứa có thể tìm hiểu và đến có thể đến xa hơn để cho bên hai gia đình vui vẻ. Dạ. Rồi, cảm ơn chị dễ thương quá. Thôi bây giờ kéo màn cho hai trẻ gặp mặt đi. Men là bao men rồi. Kéo màn lên. Bao men nha. Ở đây hai người đàn ông đứng, coi chừng có một người hỏng men. Rồi, xin mời. Dạ, chào anh. Cùng có món quà để tặng em. Dạ, cảm ơn. Lúc mà chưa kéo màn lên á, thì trong đầu anh nghĩ là người phụ nữ trong nơi rất là dễ thương. Nhưng mà không giống vậy á anh. Nhưng mà kéo màn lên rồi á, nhìn em thì nó thật là không xinh. Vì em quá xinh. Vì cái nhìn mái tóc với trang điểm với đầm với giày á, em kết hợp rất là hào hòa. Dạ. Nhìn em rất tươi. Dạ. Anh thấy tóc em để kiểu gì hợp? Đúng rồi. Thì em đang hiện giờ tại em đang để tóc thẳng, em kẹp cúp vô. Thí dụ em lấy tay em sửa thử một vài thử cái được không? Nhưng mà từ từ cho em nói trước một cái, nhưng mà công bằng nó anh thấy kiểu tóc này có đẹp không? Công bằng thì rất hợp với khuôn mặt em. Mặt em thì nhìn khúc hậu, dễ thương. Dạ. Để tóc nó cúp cúp nhẹ, nhìn nó dịu dàng. Dạ, tại vì tóc này là chị em làm. Nhà em là cũng hai tiệm tóc.
Cho nên anh mà chê cái là tính lòng chê mà đó. Mai quá chưa có chê gì nữa. Thôi vậy khỏi làm luôn. Thì lúc mà chưa kéo màn thì anh nghe em nói là em có tính hay ghen đúng không? Không có hay ghen, anh Linh hỏi em có ghen hay không thì em nói em sẽ ghen. Nhưng mà ghen quá chừng mực. Quan điểm của em á, cái gì của em sẽ là của em. Còn cái nào không phải của em có giành giật thì cũng phải của em. Anh đó là quen ai là anh quen chỉ chú ý một người thôi, tập trung một người. Thời gian rảnh nhiều gì đó là dành cho người mình yêu hết, chứ không có thả thính bất cứ một cô nào khác. Dạ, tới em hỏi ha. Em hỏi đi. Dạ, tại vì hiện nay á, em thấy có một số bạn nam có cái quan điểm là phụ nữ thì không cần phải xinh đẹp, không cần giỏi giang, mà chỉ cần là đảm đang, làm việc nhà thôi. Thì không biết là cái quan điểm của anh về vấn đề đó như thế nào? Biết dọn dẹp nhà chút xíu được rồi, đừng có bài thôi. Dọn thì anh dọn được. Vấn đề chỗ này nè, bạn gái là một cô gái rất là thông minh, sắc sảo, thành đạt nha. Em có ngại khi đàn ông mà quen một người thành đạt như vậy không? Yêu nhau thì mình không có quan niệm là sẽ ai giỏi giang hơn gì hết. Dạ. Đó. Quan trọng là rung động hai trái tim với nhau thôi. Dạ. Nhiều người chồng người ta học thấp hơn người vợ, nhưng mà người ta vẫn ở hạnh phúc lâu dài. Em thì cũng vậy, chỉ cần là hai người hiểu nhau, yêu nhau, nói chung là công việc đối với em không quan trọng. Thì em nhận xét anh thế nào khi buổi gặp đầu tiên? Em nhận xét thì anh cũng khá là điềm đạm. Thì trong tình yêu thì anh luôn, nếu mà yêu á thì anh có quan niệm là anh sẽ che chở, bảo bọc đó. Khi nào mà có buồn gì em cứ gọi điện, anh em đang buồn gì đó, muốn lên đó thì điện thoại cho anh. Yeah. Anh sẽ một phút bao giờ anh có mặt liền. Yeah. Bạn trai hay quá. Là đúng rồi, còn hát để nói lên coi như là vừa tỏ tình với em mà vừa tặng cho em. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, để em là máy bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Hay. Một bài hát rất là lãng mạn. Hay quá. Thôi thế này, mỗi người sẽ có 30 giây để nói lên những cái gì mình đang suy nghĩ. Nói thật lòng mình nha. Dạ. 30 giây bắt đầu. Em nói trước ha. Dạ, em thì em rất là có thiện cảm với những người làm tóc. Tại vì như em nói rồi, nhà em là hầu như tiệm tóc. Và nhờ cái nghề đó mà em có ngày hôm nay. Cho nên là em rất là thiện cảm với anh. Thì nếu mà anh có cảm tình với anh thì cho nhau cơ hội để em chứng minh anh là chuẩn men. Nãy giờ vẫn còn nghiêm cái vụ không có men ha. Được rồi. Ai, bây giờ những gì mình nói cũng đã nói rồi. Nghe, nhìn, tất cả mọi ý kiến của người thân cũng đã có rồi. Quyết định hay không là quyền của các bạn. Nào, 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời. Lý do tại sao cô gái không bấm? Dạ, tại vì em có nghe đâu đó là cái cảm giác đầu tiên sẽ luôn đúng. Mà cái cảm giác đầu tiên thì em có cảm giác là em với anh chỉ là bạn thôi. Em nghĩ là xem chương trình sẽ có rất là nhiều cô gái muốn bấm nút cho anh. Cho nên em muốn dành cơ hội cho những bạn phù hợp với anh hơn em. Chính xác. Cho truyền hình có hàng triệu người đang theo dõi. Có rất nhiều cô gái bấm nút cho bạn. Và cũng có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Chúng ta hãy thể hiện tất cả những gì suy nghĩ của mình. Chúng tôi tôn trọng điều đó. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Và quà tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn các bạn nha. Điểm mạnh của em là hài hước, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, giỏi công việc nhà, luôn chiều bạn gái. Yêu bạn gái ha. Dạ, em muốn tìm một người cao hơn em khoảng 6 cho nên là được. Thân hình không mập, không ốm, vừa người là được rồi. Đẹp trai, đẹp gái, đa tài, giỏi giang, chưa chắc đã đến với nhau. Vấn đề cái chữ duyên, chưa gặp gỡ, chúng ta chưa đến với nhau được. Quan trọng là chúng ta trái tim có rung động hay không. Đó là những gì mà chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ hy vọng rằng cặp đôi thứ hai họ sẽ bấm nút.
Ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời bạn nữ em giới thiệu trước đi, em tên gì? Dạ em tên là Hồng Thủy, em đến từ Long An, năm nay em 23 tuổi, em là nhân viên văn phòng. À, hiện nay mình đang làm việc ở đâu em? Dạ em đang việc ở Nhà Bè chị. Rồi mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn kế bên và toàn thể đại gia đình. Em tên Mai Hồng Minh, hiện tại đang làm nhân viên kinh doanh, năm nay 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Long An. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là hài hước, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, giỏi công việc nhà. Một cái nữa là luôn chiều bạn gái. Chiều bạn gái ha. Này bên chiều phái nè. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em là em hay nói nhiều. Một cái nữa là nói thẳng. Với cái nữa là hay mít ướt. Trời ơi. Giống như em coi phim tình cảm vậy đó, thấy hai người kia hạnh phúc quá em nhiều khi em buồn em khóc nữa. Rồi bạn gái giới thiệu đi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em dễ hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Nhưng mà em có nhiều tật xấu lắm. Giống như trước khi đi ngủ là em phải ôm cái điện thoại, em có bấm, có khi gần 10, 11 giờ em mới ngủ. Với lại em hay quên lắm. Nhiều khi mà kêu em mua cái gì đi, em quên, em không nhớ, em phải điện thoại lại. Giả bộ hỏi mua cái gì cái này kia sao đó. Thực chất em không có nhớ. Với lại em cũng hay mít ướt lắm. Nói về một đề tài nào xúc động á, là em sẽ dễ xúc động, em dễ khóc nữa. Rồi lúc hai đứa mà cùng khóc luôn rồi, đứa nào dỗ đứa nào. Em nghĩ bạn nào dỗ em quá. Vậy đó hả? Dạ. Tình trường của mình thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nào với chị. Chưa có? Dạ, tại vì hồi em đi học á là ở nhà cấm là không cho em quen bạn trai. Tại sao ảnh hưởng đến việc học. Khi em học lên thành phố á là em không thích quen người cùng tuổi. Và tới khi em đi làm á là chỗ em làm cũng nam nhiều lắm. Hầu như là nam không mà toàn là có vợ nhá. Cái cuối cùng là tới giờ này luôn. Dạ đúng rồi chị. Trời ơi. Chưa có mối tình dắt dai nào luôn. Bạn trai thì sao? Hồi nãy nghe bạn trai em nói là em trải qua hai mối tình chị. Lúc còn ốm thì em được hai mối tình. Mà em yêu sớm lắm. Em yêu năm lớp 6 lận. Lớp 6 yêu rồi. Đúng. 6 hả? Rồi còn một cái nữa em mới quen cách chia tay cái đây 2 năm. Thì do gia đình bạn gái cấm cản thôi. Lúc đó công việc của em nói chung là chưa ổn định. 2 năm mà quen mấy năm mà chia tay 2 năm quen có năm. Ủa mà em bị gì mà người ta nên ngăn cản dữ vậy? Dạ, chắc em nghĩ đó, lúc đó em chưa có công việc ổn định á. Chạy xe thì cũng nói chung là lúc đó xe thì cũng hơi gọi là cùa mía tí. Thì bên kia bên kia ta thấy ta không chịu. Chắc là em nghĩ vậy. Rồi, bây giờ thì coi như mình quên hết mối tình đó chưa? Dạ quên hết rồi anh ơi. Không có nhớ gì nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Cô kia là cũng chưa yêu ai luôn á nha. Dạ. Rồi bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một người cao hơn em khoảng 1m6 cho nên là được. Thân hình không mập không ốm, vừa người là được rồi. Khuôn mặt dễ nhìn tí xíu. Nói chung là biết chiều bạn gái. Nãy bạn trai rất chiều bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Gương mặt rất ưa nhìn luôn, dễ thương. Nói chiều chiều vậy em không biết, khi về em biết chiều không là một không, em quen thử em sẽ biết. Quen thử. Cái gì mình phải thử mình mới biết em. Có gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Dạ em không thích người bạn trai hút thuốc nhậu nhẹt giống như là la cà nhiều quá. Sao bạn trai có những gì mà em gái không thích không? Em không hút thuốc. Nhưng mà bia thì có làm chút đỉnh, tại em dân kinh doanh nên phải cũng có biết chút bia. Bạn trai em muốn tìm mẫu người như thế nào? Bạn gái của em thì tóc thì dài, đen. Rồi có luôn. Cao tóc dài, mặt đen hay là tóc đen? Tóc đen, tóc đen. Phải nói rõ chứ. Cao 1m55 tới 1m6. Phải để phép với người lớn. Cũng vui vẻ, hòa đồng giống em là được. Dạ được hết rồi đó. Gương mặt thì dễ nhìn tí xíu là được rồi. Giống ai? Có hình tượng nào không? Giống xem cả gì Cáp Tường cũng được. Rồi thôi vậy là coi như bề ngoài là được rồi đó. Nhưng mà về bây giờ có cái điểm nào em không thích người bạn gái không? Em không thích người bạn gái hay ghen. Tại công việc của em thì nhiều khi em đi khách nhiều lắm. Đi khách là sao? Tức là những tại em làm bên tính chấp anh em đó. Nên là khách điện em. Cứ khách điện là đi, khách điện đi đúng không? Khách điện đi phải lấy hồ sơ anh ơi. Ta gọi là đi khách. Gọi là đi khách. Có gì nữa không em? Em không thích bạn gái nói nhiều. Tại em đã nói nhiều rồi. Thí dụ mà về bạn gái nói nhiều nữa thì giống như bài dịch trong nhà vậy đó. Còn gì nữa không nè? Vậy được rồi chị ơi. Rồi, em được rồi, không khó lắm. Bây giờ bạn gái, bạn có cái đó bên đó là ví dụ mẫu người lý tưởng là thích giống chị Cát Tường chẳng hạn. Bây giờ bên em có một cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Chi tiết về cái người bạn trai mình muốn như thế nào? Thường thì em suy nghĩ là người bạn trai của em phải giống như mấy anh ở nhà em. Mấy anh nhà em thương yêu vợ con, chiều vợ con dữ lắm, em chỉ thích vậy thôi. Ủa giống là giống sao em? Để anh có bạn có anh của em đây không? Có bằng chứng không chứ? Không, anh em bận hết rồi nên không có ở đây. Nhưng mà anh em sao? Anh em như thế nào? Nói chung là biết lo làm ăn, thương yêu chiều vợ con dữ lắm. Cái chính là lo làm ăn với thương yêu vợ con đúng không? Dạ. Rồi thôi để chị qua chị coi.
Em chào chị. Em cao mét mấy? Khoảng mét sáu vậy. Nhưng yên tâm nha, em về lộn nhiều lắm. À, vậy đâu có nói gì đâu, chị cứ hỏi thôi. Em có tật xấu gì không? Em hả? Em thì nhậu vô khoảng chai hai chai là em có tật xấu, hay điện bạn gái ghẹo. Giống như là, em đang làm gì á, cái bạn gái nói em đang xem phim vậy. Vậy thôi nha. Sao có duyên quá vậy? Nhưng mà em khắc phục được. Nhậu là em tắt nguồn, thí dụ có uống vài chai thì em tắt nguồn điện thoại. Không gọi nữa đó. Đi không gọi nữa. Bây giờ nếu mà được thì khi nào mình có kế hoạch tiến tới hôn nhân? Em thì khoảng tầm 2 năm nữa. Tương đối tài chính em nghĩ chắc là ok. 2 năm nữa mới cưới ha. Dạ. Nên sau này lập nghiệp thì kinh tế trong gia đình thì ai sẽ quản lý? Em thì em dở cái quản lý bên tiền bạc rồi đó. Tại em tiền bỏ túi nhiều là em lên mạng em search những cái quán ăn mà ăn giặt hay gì đó. Em ăn mình cũng ăn nữa. Thôi đừng có ăn nữa em. Dạ em biết rồi, thì sau chương trình em sẽ giảm. Được rồi, để con ráng con làm mai cho. Đừng có ăn nhiều quá nha. Dạ. Hình vuông nó kỳ lắm. Em tính ăn cho nó phát triển chiều cao anh. Ừ. Nó coi không có đâu. Càng ngày nó phát triển cái bài nghe nó nhiều hơn. Nó là vậy. Trời ơi. Trời chào em gái. Em nghe anh nói anh thấy vui không? Đó. Trong gia đình có đàn ông nói chuyện vui vẻ vậy được rồi. Trời ơi, em nói nhiều, anh nói nhiều đó thôi. Giờ giống bài dịch thiệt. Mua thêm con dịch nữa thôi. Thấy anh cảm nhận anh mới làm sao vậy? Mặc dù chưa gặp mặt nhưng mà em cảm nhận anh đó là vui tính. Vui tính thích không? Dạ thích, em đúng. Thích người vui tính. Thí dụ giờ anh bắt em về làm dâu á, em tính sao? Miễn ba mẹ ảnh thương em là được rồi. Em có sợ mẹ chồng em khó không? Dạ sợ thì vẫn sợ, nhưng mà miễn mình biểu hiện tốt là ba mẹ bạn nam thương bạn nam thì tất nhiên sẽ thương em. Đúng rồi, nó đơn giản thôi mà. Dạ. Nếu anh được á, anh hai đứa đồng ý hẹn hò nhau, anh thương em quá rồi anh muốn cưới liền á, thì em nhắm khoảng mấy tháng cưới? Cái đó là phải tùy vào tình cảm giữa hai người. Nếu như mà đặt trước thời gian là không nói trước được. Tức là thương là cưới đúng không? Dạ được. Anh thấy bên đây cũng dễ thương lắm. Hảm hảm anh mới đủ ăn lại nha em. Dạ dạ em biết là vậy. Ăn nó không có phát triển chiều cao nha em. Dạ. Bây giờ mình có đi với người thân không nè, mình hỏi ý kiến. Dạ em đi với chị dâu. Chị dâu, rồi cho gặp chị dâu của em. Dạ chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Quý vị khán giả, chào em. Dạ em chào cô. Nói về bé Thủy thì ở nhà nó là con út, nên là nó được ở nhà ba mẹ rất là cưng chiều. Bởi vậy đôi khi ở nhà cũng có tính trẻ con với lại hay nhõng nhẽo. Nhưng mà nó sống, cái tính của nó là sống nghiêng về gia đình. Nó sống rất là tình cảm. Còn phần về em trai chị thấy là tính tình chị thấy là có nhiều điểm là hợp với lại em của chị. Như là nói nhiều với lại sống tình cảm. Nếu mà tính tình có hợp với nhau thì chị nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị dâu. Trai đi với ai? Em đi với sếp em làm công ty chung. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả khán giả, chào em gái. Em là quản lý của Minh, tiếp xúc Minh rất là lâu rồi. Thì biết Minh là một người có rất là cá tính, có khả năng độc lập, vui vẻ, hài hước lắm. Thì riêng về em gái thì có lẽ là Minh sẽ rất là thích. Tại vì tóc dài, đen, rất là nữ tính, dễ thương. Thì chương trình đã cho mình một cơ hội như vậy thì mình sẽ cố gắng là nắm bắt ha. Thì chúc em Minh cố gắng thành công. Bây giờ kéo màn lên. Bây giờ nè, anh nói nghe, em có tài lẻ gì không? Em hả? Em thì em có, em hát hài thôi. Hát hài? Em hát cải lương hài. Rồi ok, bây giờ kéo màn lên phát là em thể hiện tài lẻ của mình để chinh phục cảm tình của ấy liền nha. Dạ. Rồi, rồi kéo màn lên. Vô liền một câu giọng cổ. Bắt đầu. Vô luôn. Bắt đầu. Điệp ơi mai anh lên trong thành đô, nhà xe rực rỡ, xin anh đừng quên bến đỏ ngang con sông nhỏ chốn quê xưa anh dò gió mong chờ. Anh nghĩ sao vậy? Chuyện tình yêu đang phát triển tự nhiên hát Lan và Điệp kiếm bài khác hát lợi. Kiếm bài khác hát lợi hả? Ừ, bà nào cũng nó vui vẻ lên. Đứng dậy luôn, đứng sát sát vô để hát cho nó có đó, đứng đây nè, có động lực hát nè. Rồi nhìn thẳng cô gái hát nha. Bắt đầu. Hà Nội bao giờ cũng lắm mộng mơ, cô gái nhỏ bên hồ dạch lụa. Mai tôi về phương Nam mang theo hình bóng ấy và một cành đào vừa mới ấm bông gửi lại em. Trời xưng quá thấm gây cả tình anh trong sâu lắng tâm hồn. Được không anh? Ừ, được. Tôi nghe trong dạ bồn chồn, nửa đi nửa ở lòng không muốn về. Người ơi giữ trọn câu thề, mùa qua đào vẫn không hề phôi pha. Tặng quà luôn. Ai quên. Tặng em. Vậy là vui rồi. Nói chung á,
là nữa hai đứa về có cãi nhau giận gì em cứ theo cái này em làm nha. Dạ. Bảo làm hết giận liền. Cứ hát là cổ cười thôi à. Dễ thương em. Em không biết nói luôn. Em cảm nhận về bạn trai như thế nào sau khi nghe giọng hát của ảnh? Dạ, giọng hát của ảnh thì vui, nhưng mà qua giọng hát thì em thấy ảnh là người tình cảm, ấm áp. Đó, ngon rồi đó, ngon rồi đó. Còn rồi, tiến tới đi. Anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì cái thời gian mình là em muốn là lúc nào? Dạ, tại vì em làm ở văn phòng thì em chỉ rảnh có khi ngày Chủ nhật. Anh thì giờ nào anh cũng rảnh, nếu như mà em muốn đi chơi với anh á thì em chỉ cần nhắn tin anh 2 tiếng anh sẽ phi ngựa tới. Phi ngựa hả? Dạ. Ngựa đâu đi em? Chiến mã nhà em á. Nói về cái xây dựng cái tương lai chút xíu đi. Phát triển kinh tế rồi con cái. Anh thì chủ yếu là ba người con là được rồi. Nếu mà quen em thì anh sẽ cố gắng về cái mặt bên tiết kiệm mặt tài chính lại. Bạn gái muốn hỏi gì bạn trai nữa không? Trời, lê đây khớp em không biết hỏi cái gì luôn á. Thôi bây giờ nè, hai bạn ngồi yên, nhìn nhau 10 giây, sau đó mỗi người nói một câu cảm xúc của mình về đối phương. Hoặc là có thể bạn trai tỏ tình với bạn gái, rồi chúng ta tiến hành bấm nút. Cái nhìn rất quan trọng các bạn nha, ta có cảm tình hay không từ cái ánh nhìn này đó. Tính em thì rất là trẻ con, anh có chịu được cái điều đó hay không? Anh chịu được hết, thường anh là chịu bạn gái lắm. Dạ. Anh thì anh thấy em rất là dễ thương, nên anh nghĩ là mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, hết thời gian. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Chúng ta có thể nói chơi vui, nói đùa với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng khi quyết định, hãy chín chắn, hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim mình có rung động hay chưa. Và bây giờ chúng ta sẽ quyết định và bấm nút sau 3 tiếng đếm. 1. Hai. Cởi ngựa nhanh quá. 3. Hết thời gian. Nếu mà em đi bộ là em không có tới rồi. May mà em cưỡi ngựa. Em phi ngựa không ạ? Cho nên vẫn còn kịp. Nắm tay đi. Nắm tay nhau thật chặt. Hợp lý mà. Thôi, hôn nhau. Xin thím đàng hoàng. Để chị cho em thơm bé một cái nha. Cho thơm đi, thơm đi. Thơm không? Thơm ha. Đây, phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc để tặng hai bạn. Phần quà tiếp tục dành cho hai bạn đó là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng các bạn máy nước nóng hiệu Atlantic. Và đây, máy nước nóng hiệu Senton với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Rồi, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng các bạn nha. Chúng ta có thể xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Thôi, nắm tay. Nắm tay thật chặt, không phải vì một chút quà mà buông tay nhau ra. Nắm tay nhau, cùng nhau đi. Đừng có hát lan và điệp nữa nha. Rồi, ghế phía trước rồi, bên trái. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dạ, chào anh. Tường. Mời anh giới thiệu trước về thông tin cá nhân của anh ạ. Rồi, chào chương trình, chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Mình tên là Huỳnh Thái Xanh, quê quán ở Bình Định. Dạ. Nghề nghiệp của mình là lái xe. Năm nay mình 45 tuổi. Là sinh năm bao nhiêu anh? Năm 1975. Hiện tại ở Bình Định hiện luôn? Đang ở Bình Định. Anh làm lái xe gì anh? Mình chạy xe khách từ Bình Định đến thành phố Hồ Chí Minh. Và bao lâu thì đi một chuyến như vậy? 2 ngày 1 chuyến. 2 ngày đi 1 chuyến, mấy tiếng anh? 12 tiếng. Cứ một ngày chạy, một ngày mình nghỉ, ngày chạy, ngày nghỉ. Ngày chạy, ngày nghỉ. Còn em thì mình ở đâu? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên đó. Em tên Thùy Trang và em sinh năm 82. Em làm tóc ở Đồng Nai. Hiện tại là Đồng Nai khúc nào em? Dạ, ở ngay vòng xoay Tam Hiệp ạ. Bây giờ trước tiên là về khoảng cách địa lý rồi về công việc. Em làm tóc thì là cũng mình tự do đúng không? Dạ. Thời gian mình cũng sắp xếp được. Làm dạ. Nghề này lâu chưa? Dạ, em làm từ thời con gái rồi chị. Hồi xưa em biết chị không? Chị cũng làm ở Biên Hòa, chị cũng có tiệm tóc ở Biên Hòa. Thế, chị cũng mở tiệm ở chỗ Cầu Gành đó. Dạ. Hay lên Tam Hiệp chơi. Bây giờ địa lý khoảng cách nó xa như vậy rồi, đặc thù công việc của anh như vậy thì anh có ngại gì không? Mà anh đi xe có chạy ngang đó không? Nói chung ngày nào cũng đi qua lại. Ngày nào cũng qua lại. Qua lại thôi chứ không có cơ hội dừng lại anh ạ. Chưa có cơ hội dừng lại, dạ. Dừng lại chứ qua là khó thôi. Dạ, thế bây giờ anh nghĩ nếu mà hẹn hò với cái mối lương duyên này thì anh định như thế nào? Không có gì khó khăn cả. Không có gì khó khăn. Sắp xếp theo công việc
hay là tạo điều kiện nơi nào đó làm ăn được. Dạ. Không có gì hết. Thế là điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình thì sống cũng hòa bác hòa đồng cho dễ. Hơi gân cái chứ là hơi nóng tính chút xíu. Rồi tài xế lái xe mà hơi nóng tính sao được, phải rất đồng tính mới được. Nhưng mà mình làm cho hợp đồng thì với khách quan thì mình không bao giờ. Dạ. Anh là lái chính luôn hay là sao anh? Lái chính. Là mình đi về đi xa phải có phụ lái chứ hả? Không, thì có hai tài. Có hai tài. Đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu là dễ tin người, hay khóc, nói thẳng lắm, nói thật. Chị hỏi thiệt là bây giờ thấy cái hoàn cảnh và công việc của bạn trai nó cũng hơi xa, mà công việc thì có vẻ cũng hơi bận rộn như vậy, thì em có suy nghĩ gì không? Để coi sắp xếp thời gian của ảnh coi như thế nào. Nói chung là điều kiện thì đi xe, nhưng mà mình chạy ban đêm, còn ban ngày thì cũng có một ngày ở Sài Gòn, là một ngày ở Bình Định. Thời gian nếu mà sắp xếp bạn gái ta rảnh thì mình cũng đến thêm. Rồi anh đi vậy rồi sức khỏe đâu, anh chạy xe ban ngày ở Sài Gòn anh phải ngủ nghỉ chứ, chẳng lẽ ban ngày Sài Gòn anh chạy xuống dưới Tam Hiệp? Cái đó mình chạy mình cũng vẫn ngủ được 4 tiếng rồi. Thôi thì nếu mà có tình động lực tình yêu thì cố gắng ha, rồi từ từ sắp xếp thương lượng, chứ giờ cũng chị cũng đâu biết nói như thế nào. Anh chạy công việc được 10 mấy năm là một công việc rất là ổn định rồi. Nhưng dạ. Mà... chung là công việc thì mình cũng ổn định, nhưng nếu mà đến với nhau thì bạn gái có chịu về Bình Định ở không? Dạ để coi á chứ. Tính... chưa dễ hỏi câu đó khó trả lời quá. Phải có coi. Trả lời ạ. Dạ phải coi coi tình yêu nó đủ lớn hay không, phải nhìn mặt coi có cảm xúc hay không nữa, đúng dạ. Không ạ? Rồi về tình trường thì sao ạ? Tình trường thì mình đã ly hôn lấy vợ một lần. Dạ. Rồi ly hôn đây 4 năm rồi. Anh có mấy cháu rồi ạ? Chưa có cháu nào. Hồi đó nói chung là bà xã mình về một năm sau thì cũng có con, nhưng mà bị hư thai á, bị trục trặc không sinh được nữa. Dạ, nhưng mà lấy nhau được mấy năm ạ? Gần 16, 17 năm rồi. Thế tại sao được tới 16, 17 năm mà chia tay ạ? Thì nói chung là mình nghĩ là duyên nợ chắc nó còn hết. Mình không có con. Thế là có phải vì không có con được nữa không? Đúng rồi, thì nói chung là đúng cái chuyện đó. Rồi, thế còn em thì sao ạ? Em có một bé trai. Em với ông xã em cũng đã không sống với nhau, đã ly dị được 2 năm nay rồi. Tại giờ bé thì đang ở với em, thì cuộc sống hai mẹ con nương tựa với nhau cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng không có hợp. Lại con nó còn nhỏ quá, lại cuộc sống hai mẹ con cũng còn đang để mà lo cho cháu nó ăn học. Giờ mình ở được bao lâu ạ? Dạ được 7 năm ạ. Rồi lý do sao chia tay? Vợ chồng không có lắng nghe, rồi những cái mà bất đồng quan điểm. Rồi bây giờ là chị với anh còn liên lạc với nhau không? Dạ bé thì đi học, thỉnh thoảng đi xuống để thăm bé. Ở gần đó không chị? Thành phố Biên Hòa khoảng 10 cây á. Rồi bây giờ anh đã có gia đình mới chưa? Dạ chưa. Hiện tại là anh đang sống với ai? Đang sống ở với mẹ. Nói chung mẹ cũng già rồi, cũng có lập bạch, không có làm gì được nhiều. Thì mình hai mẹ con cứ hủ hỉ với nhau vậy mà. Nói chung mình cũng đi luôn ngoài đường, ít về nhà lắm. Rồi em hiểu hoàn cảnh hai của mình cũng tương đối là giống nhau như vậy ha. Anh muốn tìm một người như thế nào ạ? Muốn tìm một người mẫu gì gia đình, biết thương yêu gia đình, sống sao thuận hòa giữa cha mẹ, cứ trên giường dưới. Dạ. Về ngoại hình anh có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì mẫu hình giống như cái tường là đủ rồi. Trời ơi, giống em mà đủ rồi, giống em thì kiếm không ra đâu anh. Khi mà nghe hoàn cảnh của bạn gái bên này thì cũng có một con riêng đang sống như vậy, thì anh có suy nghĩ gì, anh có ngại không? Không, không có gì phải ngại. Em nghe nói tài xế này có nhiều bồ lắm, có đúng vậy không? Cũng tùy theo người thôi. Đâu phải ai cũng nhiều bồ hết. Đôi khi không có duyên là sao có được. Thế còn mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Vui vẻ, biết hòa đồng, trên dưới biết gia đình hai bên. Dễ à, cũng không có gì gọi là cầu kỳ. Có ngoại hình có yêu cầu tiêu chuẩn gì không? Cao, thấp, mập, ốm hay là có những cái yêu cầu không có thích gì ở người bạn trai nào không? Cao cũng vừa thôi, cũng đừng có mập quá, đừng có ốm quá. Tóc ở trên nó cũng hơi có chứ đừng có ít quá. Rồi đây em kiếm thử coi có anh nào vừa mắt hay không. Chị nhìn vậy chị còn chưa tìm thấy đó, cho anh chọn 5 cô tiên đó, anh chọn đi. Chị cứ thường chọn giùm em đi. Không, em chọn không có được, của anh tự chọn đi. Anh này, ủa tại sao chọn anh đó, có lý do gì không? Em chỉ đoán như vậy. Anh đoán dựa trên cái cơ sở nào? Cái gì giọng nói? Em nghĩ cũng tầm tầm với lại chuẩn chuẩn giọng nói vậy thôi. Dạ. Chờ kết quả sổ số. Mình nghĩ là áo xanh. Áo xanh. Rồi bây giờ xin mời hai anh chị chúng ta sẽ nhìn qua cánh cửa trái tim này để xem là cái sự phỏng đoán của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Dạ anh chị trao đổi với nhau đi ạ, chứ em cũng không biết phải cô áo xanh nữa không vậy. Em phải cô áo xanh không em? Dạ em áo xanh đúng rồi. Xanh hả? Dạ. Không có gì. Chúc mừng anh. Anh là áo cam rồi. Anh là áo cam đúng không ạ? Áo đỏ, đỏ đô ạ. Đúng rồi. Dạ. Mình sai rồi ha.
sai chắc bị phạt quá à. Ảnh nhìn anh gọn quá. Anh gọn quá hả? Dạ. Ờ, trong cái hình này có vẻ hơi có bụng chút xíu đúng không? Dạ. Hồi đó cách đây 2 năm thì mình cỡ ký đó. Nhưng mà hôm nay mình hơi giữa ký lại. Dạ. Tặng quà đi anh. Tặng qua đây luôn. Lần đầu tiên gặp em không có gì. Anh có bộ hoa tặng em. Em cảm ơn anh nhiều. Vậy là đây là cuốn sách con thấy em có ý nghĩa tặng em. Dạ. Em cảm ơn món quà của anh. Em cũng lần đầu tiên có món quà nhỏ bé để tặng cho anh. Cảm ơn em. Có suy nghĩ như thế nào, cảm xúc như thế nào? Thấy bạn gái bên kia còn xinh. Có đủ động lực để mình kết nối chưa? Hơi chút rung động. Có nhận xét gì về anh này không? Tài xế mà đẹp trai quá. Oh, láng lẫy quá ha. Dạ. Cảm ơn em, bên đây lần có lần đầu tiên em khen. Nhiều khi tao bữa nay tao tới hẹn hò, tao mới dậy. Đúng không? Hẹn hò mấy mặc đồ đi thế vậy thôi chứ còn bình thường không có nhìn như vậy đâu. Dạ. Thôi mai mốt cứ mình có bạn gái mình phải luôn luôn phát huy như vậy đi. Bây giờ Tường sẽ để dành cho anh chị một không gian riêng để hai anh chị có thể tìm hiểu nhau một chút xíu. Rồi Tường sẽ quay trở lại ha. Bây giờ mời hai anh chị thưởng thức. Wow, rất là nhiều món ha. Bánh khọt, bánh tôm Tây Hồ, bánh xèo và bánh ngọt với trái cây nữa. Bánh xèo vàng giòn đi cùng với các loại rau. Và bánh khọt thì có nhân cốt dừa rất là béo ha. Bánh tôm giòn Tây Hồ thì giòn rụm cùng với những cái nước chấm chua ngọt rất là hấp dẫn. Mời anh chị cùng thưởng thức và trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Mời anh chị tự nhiên. Dạ, cảm ơn. Anh mời em dùng. Dạ, em mời anh. Em lần đầu tiên gặp em thấy anh là sao? Em thấy anh như thế nào? Cũng trẻ. Trẻ hả? Dạ. Em sinh năm 82 à? Dạ. Anh sanh nhà anh đông anh chị em không anh? Nhà mình có 6 anh chị em. Dạ, anh là... Mình là thứ 6. À, anh là thứ 6. Hai đứa em gái. Anh ở ngoài Bình Định đó, anh ở khúc nào vậy anh? Ở Phù Cát, Bình Định. Dạ. Mời em dùng. Em có ra Bình Định lần nào chưa? Em có ra một lần rồi. Em đi hàng mặt tử ở chỗ với lại cửa lò. Cửa lò là bạn em ở ngoài đó. Cửa lò là Nghệ An hả? Không, ở ngoài Bình Định luôn á anh. Ờ đúng rồi. Dạ. Có những dịp nào đó thì nếu mà được thì anh chỉ mời em ra Bình Định thêm quan những chỗ nơi khác nữa. Rồi anh vô đây rồi khoảng một ngày rồi qua ngày sau rồi anh lại ra ngoài chạy xe ngược ra ngoài đó nữa. Ví dụ như sáng này, sáng 4 giờ, cỡ 4-5 giờ thì anh tới bến xe. Dạ, 4-5 giờ sáng. Chiều cỡ 4 giờ anh ra lại. Dạ. Em ví dụ nếu như anh vào đây anh sống, anh lập nghiệp, có suy nghĩ như thế nào? Công việc làm ăn thì giờ mình còn trẻ hơn tuổi, còn làm ăn được. Dạ. Nếu mà công việc tạo điều kiện ở bên nào làm ăn cảm thấy phù hợp. Dạ, thì anh có thể vào đây lập nghiệp được. Ra ngoài đó làm ăn tạo được gì, anh tạo điều kiện cho em làm ăn hay là mở tiệm làm tóc gì đó. Em làm được, em có thể được sống không? Dạ. Bây giờ còn ở mình mẹ thì anh làm luôn, ở mẹ ở chung với anh luôn. Dạ. Mẹ nên anh đây cũng 75 tuổi rồi. Mẹ anh ở nhà nội trợ. Điều kiện người đó thì cũng không có gì khó khăn lắm. Em ở đó thì em ở đang ở với ai? Hai mẹ con em ở thôi. Ở nhà riêng hả? Dạ, ở đó em muốn mặt bằng ở gần nhà của mẹ em. Nếu mà có điều kiện quen nhau thì ở đây thì anh, nhưng mà anh xin đi xe vào đây. Thì nói chung là ra ngoài đó thì nếu tôi sẽ sắp lịch thì anh sẽ ra được. Tạo điều kiện mình gặp nhau thì nếu mà thời gian em rảnh. Anh có gặp là chỉ có đi xe rồi vô trong đây gặp em thôi đúng không ạ? Thì nếu mà có nhân dịp nào đó hay là nọ thì anh đi vô này ở lại thì cũng chơi hay là công việc gì đó cũng bình thường. Anh làm như vậy thì có sắp xếp thời gian giống như là ngày nghỉ của mình một tháng có một ngày, hai ngày hay là xuống ca hay như thế nào không? Nói chung là công ty đây là công ty tư nhân cho nên mình sắp xếp, mình báo trước người ta là mình nghỉ được hết. Người ta sắp xếp tài chạy được hết, không sao hết. Dạ, anh có hỏi về em đúng không? Và gì đó cũng được rồi, có nhân dịp nào thì mình nói trao đổi thêm hơn nữa, nhiều hơn. Dạ. Nếu mà trong đi ra lại qua vòng xoay chưa? Ngay chỗ vòng xoay á, là từ ở chỗ em ở là đi ra vòng xoay khoảng 2 phút là tới. Nãy giờ ra ngoài suy nghĩ hoài luôn, có anh chị hẹn hò sao nè, nãy giờ mình có thống nhất được cái ngày hẹn nào, buổi hẹn nào chưa anh? Thời gian hẹn là rất ok, không có gì. Anh hẹn sao đó, anh thiết lập buổi hẹn em nghe thử coi nó có hấp dẫn không nè. Thì mình nếu mà mình đã được hẹn hò với nhau rồi, quen, đã tìm hiểu với nhau thì bạn gái ok, giờ đánh nào thì mình có ở trong này thì mình đi thôi, không sao. Là anh sẽ từ thành phố anh chạy xuống dưới Tam Hiệp. Đúng rồi, tại vì xe mà chạy ngang đó mà, có gì mình rớt xuống ở đó không được, không sao. Trời ơi, xe chạy ngang đó gì rớt. Mình dừng tới đó thôi, không có hồi gì. Nãy giờ anh chị có bàn gì về hôn nhân, về gia đình, quan điểm về gia đình chưa? Thế như anh là anh chưa có con, chắc là anh vẫn mong muốn có một đứa con đúng không ạ?
Đúng rồi. Dạ. Thì nếu mà được với nhau thì mình cũng muốn có một đứa con để cho nó xây dựng hạnh phúc. Thế còn em thì nghĩ sao về chuyện sinh thêm con nữa? Em cũng vẫn có cái quan điểm là muốn sanh một bé nữa. À. Em có một cái ý nhỏ em hỏi. Ừ, em hỏi đi. Nếu anh chạy xe như thế này mà anh có cái suy nghĩ là anh phải đổi công việc khác hoặc là làm cái nào đó nó ổn định, tự vì theo như tài xế thì chỉ có độ khoảng 55 hay là dưới là mình không chạy nữa. Mình cũng muốn thay đổi công việc lắm, cũng không chạy xe đâu có phải là chạy hoài được. Dạ đúng rồi. Lớn tuổi rồi thì mình không chạy được nữa, thứ nhất là đường xa, còn thứ hai thì mình cũng có dự tính, ví dụ như sau ít năm nữa mình không chạy thì mình cũng, nếu mà không có việc gì khác ổn định thì mình mua một chiếc xe chạy taxi gần gần đó, hoạt động đám cưới dịch vụ rồi. Nó cũng là liên quan đến công việc lái xe, vì ảnh mười mấy năm nay ảnh chỉ có lái xe thôi, hiện tại là mới nghĩ như đó thôi. Còn em có cái hướng gì em khai phá, em khai sáng lên thì em hỗ trợ cho ảnh. Nếu mà có em có hướng gì hỗ trợ tốt thì anh ok. Lái xe là nghĩ cũng được, không sao hết. Dạ. Yeah. Rồi cứ tiếp vậy đi, mình phải tìm hiểu cho nó thoải mái, thẳng thắn đi. Nhưng mà giờ em làm tóc thì em tốt nhất cũng sắm một chiếc xe, còn có taxi mình chạy hoạt động dịch vụ của dâu luôn. À. Cũng tốt mà. Công việc của anh hiện tại bây giờ không ít thì nhiều, anh có thể lo cho mẹ con em hay không? Thì mình đã thật sự với nhau rồi thì cái chuyện giúp đỡ với nhau là chuyện bình thường thôi, không có gì. Tài chánh hiện bây giờ là anh hay là mẹ anh để là, mà là người quản lý. Dạ. Tài chánh anh hiện giờ anh làm thì anh giữ với mẹ anh không biết gì. Nhưng mà đàn ông không có vợ thì anh có giữ được tiền không? Anh có quản lý được tiền, anh có vốn không? Có chứ. Anh có tích lũy để tích lũy phần riêng của mình chứ không làm chẳng lẽ mình làm đồng nào mình tiêu đồng nấy rồi sau này già lấy gì mà dưỡng, đúng không? Hôm nay thì đến tham gia chương trình thì cùng với hai bên, hai anh chị đây thì còn có chị gái của anh đi theo. Thì em xin mời chị vào đây, em muốn hỏi ý kiến của chị chút xíu nha. Rồi, dạ em mời chị ạ. Dạ vào đây đi chị. Dạ dạ. Chào các thương. Dạ trời ơi chị mặc phúc hậu quá. Thế nãy giờ chị ngồi chị có nghe câu chuyện của hai anh chị này không ạ? Cũng có nghe mà hai em với bạn gái nói nhỏ quá. Nói nhỏ quá. Thì chị thấy cặp đôi hôm nay như thế nào? Theo chị nhìn cái nhìn lần đầu thì thấy bạn gái dễ thương, hiền từ. Dạ. Dáng dấp đồ nói chung cũng xứng với em của chị. Dạ. Thế em hỏi thiệt chị là thấy trong gia đình mình là mình đang mong muốn điều gì cho anh đây? Thì em đó thì cũng một lần kết hôn rồi đổ vỡ. Thì giờ chị cũng muốn nửa đời còn lại, quãng đời còn lại em nó cũng tìm được chút hạnh phúc. Dạ. Yeah. Cho nó có cái cuộc sống nửa đời còn lại cho nó vui vẻ trong gia đình. Dạ. Yeah. Thế anh chị có hay, chị ở nhà mình với mấy anh chị khác thì có hay đôn đốc ảnh hay là có hối thúc có thì cũng muốn cho em nó có chứ, có tìm được một chút vợ để cho nó vui hữu hỷ bên nhau, cho tới em nó có sống không mình ơn cũng tội nghiệp. Thì thấy mọi thứ thì em thấy về cái tổng quan bên ngoài thì cũng ok, nhưng cái vấn đề đang khó khăn của hai anh chị ở đây là về cái khoảng cách nó hơi xa, và cái công việc của anh thì cũng đi suốt ngoài như vậy. Thì nếu mà có vợ có con nó ổn định thì phụ nữ thường người ta cũng ngại, người ta không muốn chồng mình đi hoài với lại lái xe đường xa thì nó cũng không, cũng có gì đâu. Vậy cái nghề tài xế bây giờ nó cũng khổ tâm rồi. Dạ. Chung là từng Bình Định vô thành phố rồi cái quay trở ra cũng có gì đâu. Dạ. Cũng có gì đáng ngại đâu. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha, rồi em sẽ cố gắng mai mối cho cặp đôi này. Cảm ơn chị. Đó là ý kiến của phía gia đình ha. Rồi bây giờ trong thời gian để anh chị suy nghĩ thêm thì mình chơi một trò chơi nho nhỏ ha, để anh chị hiểu nhau nhiều hơn. Mời chị bóc một lá trước, mời Trang bóc một lá trước. Rồi mình đọc lớn yêu cầu trong đó đi ạ. Bạn hãy chọn thực hiện một trong hai điều sau, thục dầu 10 cái, xin phép hôn lên má đối phương. Anh nghe không ạ? Có hai trường hợp để anh làm. Thục dầu cho chứng tỏ là sức khỏe tài xế đi. Tài xế ngồi hoài vậy thì anh yếu. Tài xế là anh suốt ngày là cứ ngồi trên ghế không à? Dạ, nó yếu chân lắm anh. Yếu lắm. Chân lắm. Thục dầu 10 cái cho tôi thấy mình khỏe. À, thục dầu đi anh. Mình cần chéo chân không? Trời, chéo chân ha, ghê tùy anh à. Anh muốn lựa dữ quá. Muốn lựa dữ quá. 1 2 Cái này chưa 3, có kéo chéo chân kia nha. 4 5 Giúp ảnh cho báo huyết nó lưu thông. 7 8 9 Đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi. 10 Máu tốt, máu ô hả anh? Máu ô. Máu ô hả? Rồi, cảm ơn, mời anh à. Được chưa em? Dạ, sức được. Khỏe ổn định không? Khỏe. Khỏe ha. Rồi, mời anh. Bạn chú ý điểm gì về ngoại hình của đối phương trong lần gặp lần đầu tiên? Nói thiệt lòng nha. Thật lòng nha. Đừng dối lòng nha. Là em á. Ủa em hả? Hồi nãy người ta thuộc em, đọc em bốc người ta thuộc dầu rồi. Bây giờ người ta bốc em, tính em đó. Nhìn ngoại hình của anh thì em thấy chuẩn, điềm đạm,
thấy cũng chân thật. Em ấn tượng đó là em có xem nó vậy. Điểm nào đặc biệt nhất ở trong con người ảnh mà nó gây ấn tượng cho em nhất ở trong lần gặp đầu tiên? Sạch. Sạch. Trời ơi, nhìn mà biết sạch luôn hả? Sạch. Nhưng mà bị qua lại thấy bóng rồi. Ồ, bóng này rùi đậu vô là trời té luôn á. Cái sự mà phong độ đẹp trai trên thang điểm 10 thì em chấm ảnh mấy? Dạ, em chấm khoảng 8 hoặc 9. Trời ơi, em rộng tay quá. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em đã có lời khen, cảm ơn em. Mời hai bạn, hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Chọn hay không chọn cũng là quyền của anh chị nha. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì anh chị bấm mạnh, nếu không đồng ý thì anh chị có quyền lấy tay ra. 1. Cái sự mà phong độ đẹp trai trên thang điểm 10 thì em chấm ảnh mấy? Dạ, em chấm khoảng 8 hoặc 9. Trời ơi, em rộng tay quá. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em đã có lời khen, cảm ơn em. Nếu mà em có hướng gì hỗ trợ tốt thì anh ok. Lái xe là nghỉ cũng được, không sao hết. Dạ. 2 3. Hết thời gian. Sao anh bấm chậm vậy? Là mình hơi suy nghĩ chút xíu. Ơi, còn sao Trang không bấm? Em thật sự em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Vì cái thứ nhất là anh ở xa. Với cái tìm hiểu thì nói thật sự em cũng không có, tự vì công việc của anh. Mẹ con em cần là cần cái tình thương ấm áp. Vì em đã đổ vỡ vì cái không có tình thương ấm áp từ người chồng, người cha của con em. Và cái tình cảm mỗi khi mà em cần có một người đàn ông, em mệt mỏi và công việc của em cũng vậy nữa. Em cần có một người đàn ông ở bên cạnh em, dù bất cứ đi đâu em cũng rất là mong muốn có đôi có cặp. Rồi anh hiểu luôn. Em nói vậy anh hiểu cho em. Em không chê anh một gì hết, nhưng em nói như vậy anh hiểu. À, thật sự thì Tường cũng rất là tiếc, nhưng mà Tường rất là đồng cảm với cái suy nghĩ của Trang em. Với thời buổi công nghệ mà mình cũng có thể hỗ trợ, mình gọi điện, mình liên lạc. Thôi thì xin thay mặt cho chương trình, Tường cũng hy vọng rằng là hai anh chị cũng sẽ sớm tìm được một cái đối tượng nó phù hợp với mình về mọi thứ, về cái hoàn cảnh, để có thể cùng chia sẻ với anh chị trong cái cuộc sống. Thay mặt chương trình gửi tặng Trang món quà ha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. À, cảm ơn Trang đã đến với chương trình. Cho em xin ôm chị một cái. Rồi, cảm ơn em. Rất là đồng cảm, thông cảm với những hoàn cảnh như thế này. Rồi, cảm ơn Cát Tường nha. Xin cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, đồng hành, ủng hộ với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Và bây giờ xin mời hai quý cô. Rất sang trọng, mọi khách mời của chúng ta đã ổn định hết vị trí rồi đó Di Tường à. Mời em trai ngồi ở ghế đỏ giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Đạt và tất cả các anh chị. Em tên thiệt là Trọng Huy. Có tên giả nữa hả? Dạ, có tên nghệ danh, được khán giả cũng như là nhiều người biết đến ở mạng livestream và công việc của em hiện tại là livestream và tên của em là Hoàng Duy Khánh. Thường live một ca vậy làm được bao nhiêu tiền? Em thì thường nói với cái giá của một người livestream chuyên nghiệp. Bình thường. Chuyên nghiệp. Nhưng mà do là cái tính của mình là rất là tình cảm. Bởi vì nhiều anh chị livestream chung với em hay chửi là trời ơi sao mày ngu quá vậy? Mày lấy livestream mà tới bây giờ mày chưa có tiền, mày chưa có giàu nữa. Tại vì do là mình cứ tình cảm như vậy là nó bị thiệt thòi. Mà live nhiều không? Ngày nào cũng có show live hay là có bữa không? Dạ tùy, tại vì người ta book mình theo tuần hoặc là theo tháng. À. Với lại em cũng tập trung đi học, với lại mình cũng phải tiếp thu thêm kiến thức nữa. Đang học cái gì? Dạ em học, hiện tại là em đang học về trung cấp để lấy là giờ đi học là chính. Lấy thêm kinh nghiệm đó chị. Dạ. Rồi, quê đâu quên rồi? Dạ quê em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đang sống với ai? Em thì hiện tại là đang tự lập chị. Còn ba mẹ ở đâu? Ba mẹ thì hiện tại thì ba em cũng mới mất chị. Mẹ? Mẹ em thì hiện tại thì không có ở chung với em. Nhà đông anh chị em không? Nhà em thì hiện tại có một mình em thôi chị. Ủa? Em muốn tự lập đúng không? Kể nó hơi dài một xíu là cái cuộc đời của em nó hơi khó khăn một xíu. Nhưng mà nói chung là em có một cái câu mà em thấy rất là hay là không ai đẻ ra mà ở vạch đích hết. Là phải tự
từ con số 0 mà chạy lên vành đích. Và em là cái người là từ con số 0 chạy lên vành đích. Và em kiểu như là, thứ nhất là mình lên chương trình này thực sự là mình rất là muốn tìm được một cái người yêu cho mình. À, cái thứ hai là em rất là muốn truyền cái năng lượng là những cái bạn trẻ cỡ tuổi như em thì mọi người phải cố lên, đừng có bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra, mọi người phải cố lên. Dạ. Rồi, quý cô ghế đỏ, hãy giới thiệu về mình đi nè. Hello everyone. Wow. Hello Mr. Phúc Anh Đạt and Miss Cát Tường and all of the players there. My name is Phúc. I am 20. Currently I am final year student at Phúc Hiên University. And furthermore, I am a teaching student at US. Thank you so much. Yeah. Quý cô để giới thiệu về mình. À, học năm cuối biết... mà năm cuối trường gì? Dạ, Văn Hiến hả chị? À, học trường Văn Hiến năm cuối hả? Dạ. Đi học thôi, em có đi làm thêm gì không? Dạ, em ngoài học thì em có làm trợ giảng tại trung tâm ngoại ngữ. À, và hiện giờ thì Bảo Phương ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang sinh sống ở huyện Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Quê em ở đây luôn. Gia đình em có bao nhiêu người, ở với ai hiện giờ? Em có sự giống nhau của bạn Nam Duy Khánh, Duy Khánh. Anh Duy Khánh, ba em cũng mất từ năm 2018. Và hiện tại em chỉ sống chung với mẹ, hai mẹ con sống với nhau ở ngôi nhà ở Hóc Môn. Nhà có bao nhiêu chị em? Dạ có mình em giống như bạn Nam. À vậy hả, hai mẹ con. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em cảm thấy bản thân mình là ngoan, hiền, biết lễ phép với người lớn, thân thiện, vui vẻ, có sức sống, có trách nhiệm trong công việc. Còn về khuyết điểm, em nghĩ là em khá là rụt rè, đôi khi thì suy nghĩ rất là tiêu cực, đa sầu, đa cảm. Thời gian rảnh rỗi thì em làm gì? Có coi live stream không? Dạ có, live stream quần áo đồ. Quần áo đồ, Khánh ơi em có live stream quần áo đồ không Khánh? Dạ có live stream thời trang nhưng mà chưa live stream thời trang phụ nữ hả? À, dạ. Rồi gì nữa? Dạ, ngoài ra thì em xem phim và em có, nhà em có nuôi một con chó. Thì thường em buồn hay gì đó, em còn thường em chơi đùa với nó. À, đặt tên nó là gì? Dạ, Coca. Coca. À, bây giờ thì đến chàng trai ghế xanh nha. Dạ. Em tên là gì? Chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và chào hai bạn nữ ở bên kia, cũng như là tất cả quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Trân. Em 26. Là bằng tuổi của bạn Khánh này luôn. Dạ, hai đứa bằng nhau. Dạ. Hai cũng lanh dữ lắm mà hôm nay chương trình toàn lanh không à. Thiệt á. Dạ. Dạ. Thì công việc hiện tại của em đó là một MC. Đó hèn chi. Em thì quê ở Sóc Trăng. Nhưng mà em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh điểm yếu của mình? Điểm mạnh của em thì như mọi người thấy là đối với một công việc là một MC thì sẽ là rất là hoạt bát nè, vui vẻ, rất là dễ giao tiếp với mọi người. Nhưng mà bên cạnh đó có một cái điểm yếu đó là đôi lúc là cũng là gọi là muốn đi đến chỗ đông người nhưng mà sợ người lạ. Dạ là sao? Dạ giống như em đi show đúng không? Thì em sẽ gặp được mọi người được bình thường. Mà đôi lúc buồn buồn cái sợ xung quanh lắm chị. Không dám đi, chạy em vòng ngoài đường chứ không dám ghé vô quán cà phê. Sợ người ta nhìn mặt mình giống vậy trơn. Ủa tự nhiên cái mặt tôi đẹp mà tôi nổi tiếng, tôi thích chuồng ra cho người ta nhìn. Dạ. Tự nhiên sao là không thích gặp người lạ là sao? Dạ đó là một cái nhược điểm của em. À cái đó là nhược điểm nè. Dạ đúng rồi chị. Mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Dạ đúng rồi. Rồi em đang sống với ai? Dạ hiện tại thì em đang sống một mình tại thành phố Hồ Chí Minh này. À còn ba mẹ đều là còn dưới Sóc Trăng hết. Dạ đúng rồi, ba mẹ ở dưới Sóc Trăng hết. À cũng là thuê nhà ở y như bạn Khánh bên này luôn. Dạ đúng rồi chị. Chà, hai đứa này cũng tương đồng ha, bằng tuổi ha. Lanh quá, đứa nào lanh, cũng làm nghề nói hết trơn á. Rồi lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Lúc rảnh rỗi của em thì em sẽ, thứ là em sẽ xem lại các sản phẩm mình đã làm để xem, để rút kinh nghiệm. Đó, hai bạn đó. Này bắt đầu giống giống nhau. Giống nhau hết trơn á. Dạ. Hai bạn này bắt đầu tương đồng rồi đó. Mệt mệt rồi đó. Chắc dạ. Lát nắm tay nhau vậy. Thì cũng quan trọng quá. Tay về. Gì nhìn dữ vậy, muốn nắm tay hai đứa này. Không có, em quan sát thôi. Chị thấy là giống lắm rồi đó. À, họ lanh quá. Lành quá các bạn nữ. Ở ráng lên quá. Nha. Bạn này tôi nghĩ chắc còn lanh hơn nữa nè. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và hai anh ở bên kia cũng như là khán giả. Em tên là Hồng Thắm, em 22 tuổi, quê em ở Long An và hiện tại em đang sinh sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại em là gì? Công việc hiện tại của em là lễ tân khách sạn. Em lên đây được 4 năm. Mà dưới quê em giờ còn ai? Ở quê em thì có ba có mẹ, họ hàng em nhiều lắm. Nhà mấy chị em? Dạ có mình em. Trời toàn con một không chứ. Điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh của em là dễ nói chuyện, hòa đồng, vui vẻ, với lại năng lượng thì tích cực. Còn điểm yếu thì là em cọc tính, em nóng tính. Với lại lâu lâu em hơi bị đơ. Giống như là trong một cái buổi nói chuyện á, em đang vui vẻ tự nhiên là em lặng người luôn.
Là sao, bị cái gì là, mà bị vậy? Là lúc đó em bị trầm thôi. Em yêu mà lặng người là sao? Không biết nữa, đang nói chuyện tự nhiên bị im luôn, dạ. Bị đơ luôn. Tự dưng em không biết nói gì nữa hết, xong em im luôn. Trời, căng ha, tự nhiên có giờ đang ngồi đây, xong cái em tàn hình khoảng 2 tiếng đồng hồ là anh chị đổ hôi hột luôn á. Là em không nói gì luôn, đang giới thiệu vậy em tàn hình là mệt lắm đó nha, đừng tàn hình nha cô gái. Dạ, em sẽ cố gắng. Thời gian rảnh rỗi thì em làm gì? Thời gian rảnh thì em hát karaoke, hát karaoke. Bây giờ mình hát tặng chương trình một đoạn. Ở đây nhiều ca sĩ lắm đó nha. Đúng rồi, đây toàn là trời ơi, livestream nè, MC ca sĩ nè, dạy tiếng Anh nè, hoạt bát nè, bên kia hát gì hát vui nữa. Chút nữa mình cho ca sĩ hát vui, hát thử coi vui không. Bây giờ ca sĩ vui không? Hát tâm sự nè. Rồi, mời vỗ tay đi các bạn. Mời Thắm nha. Giờ hát thể loại gì đây? Gì đặc biệt chút coi nè. Em sẽ gửi tặng cho chương trình mình một câu cổ. Ok, vỗ tay. Em trả cho anh những chồng thơ cũ, là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa. Tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên, xin trả lại cho người. Dẫu biết rằng ai đau xót ngậm ngùi, lưu giữ làm chi những tờ thư cũ, vì em sợ rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà vẫn vương người tình cũ. Đã chia đôi mỗi người một ngã, hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Dạ em xin trời hát. Ơi trời ơi, nè chàng trai đó, Sóc Trăng, cảm nhận giọng hát của Thắm như thế nào? Đầu tiên là phải dành lời khen cho Thắm, tại vì hát rất là ngọt. Và đặc biệt đó là em rất là mê cải lương, khi nghe Thắm nghe giống như là trót mật vào tim đó chị, trót mật vào tim đó chị. Vậy còn chàng trai hay hát vui, bạn có bao giờ hát cải lương không, hát giọng cổ được không? Em có hát mà không ai nghe đâu. Em làm thử một đoạn giọng cổ vui cho chị nghe coi nào. Em biết hát giọng cổ vui, hát bài gì? Tại sao em hát vui đi. Vui đi, vui vui. Hát vui nha. Nhưng mà bây giờ em không biết, em có cái bài mà em đi livestream mà nhiều anh chị kêu em hát. Cho nên là em xin phép. Vui phải không? Không biết vui không, mà em hát thử có vui không. Rồi, biết mà. Hú le hú le, xin chào tất cả mọi người và Hoàng Thị Khánh đây. Bây giờ Hoàng Thị Khánh sẽ tặng tất cả mọi người một ca khúc, đó là ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, ai dừng chân bên chúng em. Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên, nhưng em không bán tình duyên. Không xúc động quá. Đáng lẽ bây giờ là đang tới lúc chia sẻ về tình trường nè, nhưng mà chị nghĩ đối với em thì chị sẽ hỏi về ba mẹ em trước. Dạ, thực sự thì thưa với chị và anh tất cả mọi người là em hồi đó giờ em chưa có bao giờ mà em chia sẻ cái cuộc đời của mình cho mọi người biết hết, tại vì mình thấy là rất là buồn, nhưng mà em cũng muốn chia sẻ một xíu là để cho mình nhẹ lòng, chưa có ai mà nghe mình tâm sự. Còn sau đó, cái câu chuyện chia sẻ sẽ làm cái động lực, giống như là mọi người ơi hãy cố gắng lên, vậy đích gì đó. Mình là những cái bạn trẻ ở thế hệ mới, mình tích cực và năng động, chia sẻ chuyện buồn qua một cái phong thái rất là tích cực. Dạ, cái hoàn cảnh của em nó rất là khó khăn từ ngay nhỏ rồi. Chia sẻ với tất cả mọi người là em hồi nãy giờ em giấu về mẹ của em, nhưng mà thật sự là mẹ của em là do là hồi xưa là bị ba nhậu về đánh đó. Dạ, cho nên là có một xíu là bị bệnh tâm thần đó. Bị vậy mới bị tâm thần. Dạ đúng rồi, cho nên là bị tâm thần một xíu. Rồi còn ba của em á, do nhậu nhiều quá rồi cái cũng bệnh. Mà chỉ biết là ba mẹ chưa có bao giờ lo cho em, là em tự lập từ nhỏ. Tới chừng ba nhậu nhiều rồi ba đi làm đó. Ba nhậu nhiều rồi cái là tới cái ngày đó là ba mất. Ba kiểu như là bệnh quá nặng á chị. Rồi không có kêu ai được hết, chỉ còn kêu một mình em thôi. Và lúc đó là em rất là khó khăn và em chưa có lo được cho bản thân mình. Ba điện cho em là lúc em tới em rất là khó chịu, tại vì không có lo cho mình mà tới chừng bệnh rồi kiếm mình. Nhưng mà cái lời cuối cùng mà ba nói với em trước khi ba mất đó là ba rất xin lỗi con, ba bất ngờ con rất là nhiều. Ba em gọi em đến á, bao nhiêu lâu sau thì ba mất? Đúng là em với ba là có hẹn nhau là 30 là sẽ đi cúng ông bà nội. Dạ.
Rồi sau đó là mình phải đi lên bệnh viện thăm mẹ. Nhưng mà chiều 30 là ba nhắn tin, ba điện lại là ba nói không nổi, là ba nói ba đang ở bệnh viện, mình rất là nặng, là em được tự chạy vào. Tới khoảng chừng mùng 3 là ba mất luôn, ngay tới có mấy ngày thôi. Dạ đúng. Rất là nhanh, những ung thư luôn, cuối thì mất rất là nhanh. Quay về chuyện của mẹ thì nặng lắm, đó phải đi bệnh viện luôn hả em? Mẹ của em là đi làm về đã áp lực, rồi ngày nào cũng nghe ba nhậu, rồi ba đánh đập mà chị không biết là không phải là đánh đập bình thường, chỉ biết là chọi đá. Tại vì em chỉ nhớ là có một cái năm là mẹ em từ ở trong nhà trọ chạy ra là bị ba ruột, đó là ba kêu đi mua rượu, là em mới chạy ra em bên mẹ là em đỡ, là bị một cục gạch trúng cái tay, bây giờ còn sẹo, với lại em bị thêm cục gạch ở trên cái trán này. Dạ, tới bây giờ em cũng còn nhớ. Năm đó là em khoảng bao nhiêu tuổi? Em nghĩ là mình còn nhỏ nhưng mà em không có nhớ được. Dạ, không có nhớ, là cũng lâu. Nhưng mà mẹ như là mẹ đi vào trong dạ. Bệnh viện là bao nhiêu năm? Dạ cũng được 2-3 năm rồi chị. À mới 2-3 năm. Có nghĩa là trước đó thì trước đó thì đi lang thang chị. Trước đó thì em còn rất là nhỏ, em còn phải lo cho bản thân của mình nữa. Ba mẹ đâu có ở chung. Đúng rồi. Có giai đoạn sau là ba vẫn mặc ba cứ nhậu. Đúng rồi. Mẹ đi lang thang, mẹ cứ đi. Dạ đúng rồi. Còn em là sống một mình. Ừ. Rồi ai là người đưa mẹ vào bệnh viện? Dạ mấy cậu. Về bản thân em một xíu thì trong những cái giai đoạn còn nhỏ mà em phải sống một mình thì em làm những cái việc công việc gì để mưu sinh? Cái công việc đầu tiên mà trên từ nhỏ em lớn lên là bán bánh xèo. Điểm qua một số những công việc em đã làm chị nghe coi nè. Dạ ví dụ như là bán bánh xèo, xong cái từ từ em lên một xíu là em bán vé số để em đi tìm học. Ủa lên bán vé số bán là lên số đó hả? Là lên từ từ đó chị. À là lên từ từ. Được tự do. Dạ, đúng rồi. Bán vé số là tự tại do. Tại vì không có công việc nên lúc mình còn rất là nhỏ, mình chỉ còn có bán vé giò bán vé số là mình thay đổi cái cuộc sống lúc đó. Bán vé số xong rồi mình đi làm tay chân như là phụ giác hay là phụ kho, bất kỳ công việc gì có thể tạo ra tiền lúc đó là em đi làm. Và ngay thời điểm bây giờ em cảm thấy là mình nhờ những cái công việc nhỏ nhặt đó mà bây giờ mình có rất là nhiều kinh nghiệm. Đó là từ từ em bước lên là em tự tìm cái công việc học của mình luôn, tự tìm kiến thức của mình, rồi sau đó em tiếp tục đi làm này làm kia, và cuối cùng tự nhiên mình đi làm khoảng thời gian cái mình cảm thấy là mình có cái đam mê mà mình thử sức. Mà không ngờ là khi mà thử sức qua bên livestream thì rất nhiều anh chị thương Hoàng Diệu Khánh, cho nên là em cũng bất ngờ cái điều đó. Dạ. Bây giờ là mục đích, mục tiêu của em là học, ước mơ của em là hoàn thành cái khóa học của mình. Dạ đúng rồi. Phát triển cái sự nghiệp của mình. Đúng rồi. Rồi nói một xíu về tình trường luôn, chia sẻ chị nghe coi mình có mấy mối tình rồi. Thưa thật với chị là mối tình chính thức của em là một mối tình đầu tiên là chia tay sau dịch này. Gia đình của bạn nữ biết cái hoàn cảnh của em rất là khó khăn, người ta hay gọi là người ta nói nặng á chị. Người ta cứ nhắn tin hay là người ta nói với bạn nữ là thằng này nó ở thành phố mà không có nhà, không có công ăn việc làm, nó thôi mày đừng có lấy nó hay là mày đừng có quen nó, cứ áp đảo gì đó. Nhưng mà nói chung là tụi em vẫn cố, tại vì bạn nữ biết em là cái tính rất là cố gắng. Dạ cho nên là bạn nữ với em đã quyết định quen kiểu như là mình không nghe gia đình. Dạ quen. Quen được bao lâu? Quen cũng được 2 năm mấy á chị. Dạ. Khi mà quen á thì có rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Đó là tại vì thời gian em đi làm, em đi livestream, mình không có thời gian nào mà mình ngồi mà mình nhắn tin từng cái á. Tại vì tất cả các thời gian đó em đều dành cho bạn nữ buổi tối hết rồi. Tại là mình đi livestream về hay là mình đi làm về là mình đều chở bạn nữ đi ăn. Ý là mình đã dành thời gian như vậy rồi thì không thể nào mình dành thời gian để nhắn tin. Với lại em không có, em phải đi làm rồi, em học kịch bản rồi, mình học cái này đâu có thời gian đâu mà mình phải nhắn tin đó chị. Là bạn nữ không có muốn, bạn nữ muốn mình là phải ngày nào mới nhắn tin, nhắn nhiều. Rồi nhiều vấn đề khác xảy ra chị. Rồi xong đó là em với bạn nữ có cãi nhau về cái vấn đề đó và giận khoảng chừng một tuần. Thì một tuần đó thì bạn nữ qua nhà em để soạn đồ đi về. Thì vô tình là em biết được cái điện thoại của bạn nữ là có hai bạn nhắn tin cho bạn nữ. Cái tin nhắn đó nhắn là hai người đều nhắn là em có những cái buồn hay tâm sự gì em cứ tâm sự cho anh. Có nghĩa là cổ có than thở buồn bã với những người đàn ông khác. Chính xác. Cái tin nhắn thứ hai là em cứ sắp xếp dành thời gian qua nhà anh. Thì cái câu này như thế nào em cũng rất là thắc mắc. Em cũng không có nghi ngờ, em chỉ là hỏi thẳng mặt là như thế nào như thế kia. Dạ. Nhưng mà bạn nữ không giải thích. Chia tay được bao lâu rồi? Chia tay từ hết cách ly là tới giờ luôn, là cũng 1 năm rồi. Bây giờ là muốn kiếm một người bạn gái như thế nào? Em thì muốn kiếm một người bạn gái trầm xuống một xíu để chia sẻ. Em thấy là hiện tại là như vậy thôi. Rồi, ok. Quý cô ở ghế đó. Dạ, thì về tình trường của em thì hiện tại em chưa có mối tình chính thức nào. Tình đơn phương thì sao? Dạ, tình đơn phương thì nhiều lắm. Nhưng mà là người ta ngắm phía sau lưng người ta, không dám tỏ tình nhất. Em hả? Dạ. Như mối tình mà đơn phương đầu tiên thì lúc đó em học lớp 8. Em có đơn phương bạn lớp trưởng, bạn rất là thân thiện, với lại bạn tâm lý, hiểu tâm lý con gái á.
Ví dụ như trong một cái buổi học á, em đang loay hoay học, em không hiểu bài này, em không cần nói gì hết, mà bạn cũng biết là chỉ cho em cái này làm lớp sao. Lớp trưởng mà, đúng không? Ờ, lên cấp 3 thì lớp 10 thì em học với qua với ngoại em là em cũng đơn phương giống vậy, là lớp trưởng nữa. Dạ, không phải lớp trưởng, hot boy của lớp. Hot boy của lớp luôn. Dạ, biết hot boy của lớp có người yêu không? Gần hết năm học là em mới biết là bạn đã có người yêu rồi, ở lớp khác. Cứ đơn phương vậy hoài. Dạ. Không gì ngày mà người nay ta có thì... biết là em thích người ta không? Dạ không, không chỉ ngắm gì không. Cứ đơn. Ủa mà sao em cũng dễ thương này kia mà em ngắm người ta sao mà người ta không để, không thấy, không để ý luôn hả? Với lại một phần hai bạn đều có bồ hết trơn. Hai bạn đều có bồ hết trơn. Hết trơn, hết trội luôn. Mà sao em không mạnh mẽ, mạnh dạng lên, em nói anh ơi em thích anh hay gì đó, cái để coi biết phản ứng người ta sao. Và bây giờ mẫu người lý tưởng em là gì? Dạ, mẫu người lý tưởng của em là mà về ngoại hình thì cao một trên 1m7, giống ca sĩ Châu Khải Phong. Trời ơi, phải giống Châu Khải Phong. Về tính cách thì vui vẻ, hoạt bát. Em thì hơi trầm, thì em cần một bạn năng lượng hơn xíu. Hai bạn trai bữa nay, bạn nào cũng năng lượng. Nãy giờ em nghe kể chuyện là em biết năng lượng rồi ha. Thích thể thao, có chí cầu tiến, thông gia trưởng, yêu gia đình. Chà, không có bạn trai bởi vậy đặt ra clip quá trời ha. Hy vọng bữa nay có cái gì đó nó xẹt qua đời em nha. Rồi, giờ quay lại với chàng trai ngồi ở ghế màu xanh nè. Dạ, thì em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên đó là cái thời phổ thông đó chị. Mà có một cái lý do rất là đặc biệt quen nhau. Đó là hồi xưa là đi thi không có nhớ bài, thì bắt đầu cầu cứu cái bạn kế bên. Còn hết cái mùa lớp 10, cái sang 11 quen nhau. Dạ, nhưng mà sau đó thì hai đứa không có phát triển được nữa. Là do mỗi bạn sẽ có một định hướng. Thì em chọn lựa chọn là Sài Gòn để mà em sẽ phát triển cho bản thân nhiều hơn. Còn bạn thì sẽ chọn ở Sóc Trăng để tiếp tục cái công việc đó. Dạ. Và bạn đó có chồng chưa? Dạ rồi chị. Dạ rồi chị. Thấy chưa, ở dưới quê là có chồng sớm lắm. Dạ bật mí với chị Tường, em là còn là MC dẫn cưới cho các bạn đó nữa đó. Vậy đúng hả? Dạ. Trời đất. Rồi có lấy cách thôi không? Dạ không. Trời ơi, vậy giống như là cô đi quà cưới rồi đúng không? Dạ. Lúc đó cảm xúc như thế nào khi mà làm MC cho bạn gái cũ đầu đời của mình, cảm xúc là sao? Thật sự thì mọi người sẽ kiểu là cũng sẽ chọc là hỏi không biết cảm xúc nào, nhưng mà đối với em thì lúc đó là đã là bạn của nhau hết rồi và cũng đã lớn hết rồi, nên là em sẽ cảm giác nó là thoải mái thôi và về đúng cái công việc của mình làm. Đâu em thử lại nói lời câu trai lớn lên lấy chồng, gái lên lấy vợ, em đứng ngày hôm đó em giận sao? Ngày hôm đó em không có giận gì vậy anh, em giận thay khác một xíu. Giận sao? Cái anh muốn nghe những cái khoảng khắc đó. Dạ không dám nhắc chuyện cũ đâu. Dạ, tại mà chú rể có biết em là bồ cũ không? Dạ biết chị. Dạ em cũng giữ một khoảng cách tối đa để mà coi như là sẽ không có để chuyện gì xảy ra đi xa hơn câu chuyện đó, tại vì bạn cũng đang ở trong cái gọi là cái bước hạnh phúc của bạn. Còn ở mối tình thứ hai của em thì đó là thời điểm năm 2017-2018, thì em có quen một bạn nữ, nói chung là cũng rất là tình cờ là qua một cái tiệc các chị, và sau đó thì sẽ là ngồi sẽ hay cáp đôi với nhau á. Dạ, và sau đó thì về cũng là lân la nói chuyện, sau đó quen được bạn, nhưng mà cũng có một cái sự cố xảy ra sau đó. Thì có một khoảng thời gian công tác trong lực lượng vũ trang, chính vì thế là một phần là sẽ vướng về lý lịch nhân thân, thì giữa công việc và tình yêu thời điểm đó thì một phần cũng chọn công việc. Dạ em cũng chọn công việc. Bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thật ra đối với em thì cái hình mẫu lớn nhất là không có cái hình mẫu nào, tại vì nếu mà cứ đặt cái hình mẫu đó mà mình đi theo cái hình mẫu đó thì chẳng có ai mà sẽ phù hợp với cái hình mẫu đó cả, mà mỗi người thì sẽ là một cái cá tính riêng á, mà kỹ cơ nào hợp gặp được thấy phù hợp với mình thì quen. Hợp thì quen, nhưng mà em ghét nhất ở người con gái là cái điều gì? Không biết hai bạn nữ bên kia có hay không, nhưng mà đối với Nhân thì Nhân sợ nhất đó chính là mẹ nheo nhõng nhẽo. Trời vậy, bạn gái nào mà không nhõng nhẽo? Vẫn cho cái điều đó, nhưng mà kiểu là em đang đã kiểu mà đang bận rộn đi làm hay gì đó mà mẹ nheo nhõng nhẽo. Anh ơi muốn này chị em bên kia. Dạ thôi ạ. À. Anh ơi muốn này chị em bên kia. Dạ thôi ạ. À. Dạ thôi ạ. À. Là em sẽ không chịu được cái cảm xúc đó. Cái gì đáng cái gì. Dạ đúng rồi. Em hình như thích là cái làm người nụ, đó thôi. Bánh bèo đó hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Anh chàng MC đã tâm sự. Sao? Tới em đi. Em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình? Mối tình đầu tiên là năm em học năm 2 cao đẳng. Thì em có quen một bạn đó là chung câu lạc bộ văn nghệ với em. Bao nhiêu lâu? Hai tháng. Hai tháng. Lý do vì sao hai tháng chấm dứt? Thiệt ra là bạn là hot boy của trường nên là nhiều bạn gái thích lắm. Quá trời. Nên là bạn cũng bị đào hoa anh. Cái lúc đó thì em cũng hơi ghen xíu. Nhưng mà bạn ấy có trăng hoa không à? Trăng hoa thì bạn đó không có trăng hoa, nhưng mà cũng hơi đẩy đẩy đưa đưa. Thả thính tùm lum á hả? Không có thả, mà người ta thả thì bạn cũng cười cười, bạn cũng
thích thích cho tới khi là bạn có nói với gia đình á là bạn có quen em, bạn có đang tìm hiểu em. Thì gia đình của bạn thì không có muốn bạn quen xa, cho nên là nói thôi con ơi đừng có quen xa, khổ lắm. Rồi bạn ấy ở đâu ạ? Dạ, bạn nó ở Bình Thuận. Ai là người nói chia tay? Xong bạn có mở lời thì em có hiểu ý, nên là hai đứa chia tay. Vì mẹ anh bắt chia tay? Dạ, vì mẹ anh bắt chia tay. Rồi, rồi mối tình thứ hai nè. Dạ, mối tình thứ hai là năm em học năm cuối cao đẳng. Lúc đó là Tết, em nhớ là ngày 14 tháng 2 luôn, đúng ngày 14 tháng 2 luôn. Thì em đâu có bồ đâu, nên là em đi chơi với lại mấy đứa bạn em ở quê. Em có tới cái quán cà phê đó thì em gặp bạn, bạn đó là Nhật Công. Thì nhắn tin được độ 2-3 tuần. Rồi... dính thính. Dạ, dính thính, bạn thả thính quá, em phải dính thôi. Dính thính được bao lâu à? Em dính thính được 2 tháng. 2 tháng nữa, wow. Em tính cho tầm đó thôi. Không, dạ không, chắc tầm hơn 2 tháng, 3 tháng á chứ. Lý do gì sao mà nhả thính nhau à? Cho tới khi mà em quay lại thành phố Hồ Chí Minh để em học á. Em là học ngành du lịch, nên là em phải đi thực tập. Em ít nhắn tin, em ít gửi điện cho bạn. Bạn giận. Em nhớ lần đó là em đi tour 10 ngày. Thật ra là em lúc đó em cũng quên mất tiêu là em có bầu. Trời ơi. Nên là em thấy cô bé này có những khoảng lặng thật sự đó. Em thấy là em cũng có lỗi với bạn lắm. Em chợt nhớ lại là có bồ, dạ, và em, bồ đang giận chưa? Em chợt nhớ lại cho nên là cái ngày cuối cùng á, trên đường em về, em nhớ ra là mình còn bồ ở nhà. Ôi trời ơi. Mình còn bồ ở nhà nên là em có nhắn tin em xin lỗi bạn. Thôi bạn cũng bỏ qua. Cho tới khi mà em về á, là em sẽ làm báo cáo rồi em đi thực tập ở doanh nghiệp. Song song đó thì em cũng đi làm thêm á. Nên là em không có nhiều thời gian để mà em nhắn tin gọi điện cho bạn. Bạn thì ở quê, còn em thì ở trên này. Lâu em ít về á. Ủa bạn ấy cũng phải đi lưu diễn? Dạ có, bạn cũng đi lưu diễn. Bạn cũng đi lưu diễn thì thời gian của em rảnh là vào buổi tối. Bạn thường là bạn diễn vào buổi tối. Nên rồi. Là tụi em không có không có thời gian gặp nhau đúng không? Đúng rồi. Rồi cuối cùng ai nói lời chia tay? Bạn nói chia tay em. Bạn nói chia tay em thì em cũng đồng ý. Cách đây bao nhiêu lâu rồi? Hơn một năm rồi anh. Gần một năm rưỡi. Rồi, bây giờ hãy tiếp nhận những cái mới đi nè. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Em cũng không có hình mẫu nào hết, nhưng mà em thích là bạn nam phải cao hơn em. Nghĩa bóng hay nghĩa đen? Cao nữa luôn á. Cao hơn em, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cao hơn lẫn nghĩa đen, em nghĩa bóng mấy? Luôn. Dạ, em cao một mét, tầm 1m64, 65. Trời ơi, cao dữ vậy, chết rồi. Em cao nhiêu? Em cao 1m7 để đôi. Em mới độn lên được 1m8. Rồi, người thân đi ha. Rồi, hôm nay bên đây có cô người lớn thân nè. Tủ quá rồi. Mình sẽ ưu tiên người lớn trước nè. Cát Tường. Dạ, cô là người nhà của bạn nào ạ? À? Bạn ghế màu đỏ. À, bạn nữ ghế đỏ. Cô dạ. Là gì của bạn ấy ạ? Là mẹ của Bảo Phương. Dạ, wow, hôm nay dắt Phương mẹ tới luôn ha. Bữa nay phải dũng cảm lên nha cô gái, đừng có đơn Phương nữa nha. Dạ, Phương là hiện tại là chưa có một cái mối tình nào. Thì hôm nay là cô tham gia chương trình thì hôm nay là có hai chàng trai. Thì không biết theo như cái cảm nhận của một cái người có nhiều cái kinh nghiệm, thì cô nhìn nhận hai bạn này, bạn nào có cái tiềm năng nó phù hợp với con gái mình hơn? Hai bạn trai bạn nào cũng lanh, cũng đó, cũng nó khó, được hôm nay khó chọn á. À, khó chọn. Nhưng mà thì cô cũng thấy là con gái cô thì nó yếu đuối lắm. Có thể là một thích hợp với một bạn nam nó mạnh mẽ chút. Thấy cái bạn ghế đỏ thì có thể là có nó cũng cùng chung hoàn cảnh á. À dạ. Nhưng mà đó là mình làm mẹ mình thấy mình người ngoài cô ha, mình ngoài mình nhìn vô, nó là cái suy nghĩ, cái cảm nhận của cô thôi. Dạ, cảm ơn cô. Rồi còn em gái kế bên. Dạ, em chào chị Tường với lại anh Đạt với lại hai anh. Em là bạn chung nhà với Thấm. Rồi, hôm nay thì em thì nhận xét như thế nào về hai anh chàng này? Hai bạn bề ngoài rất là ok, rất là vui tính. Nhưng mà em nghĩ là bạn màu xanh sẽ thích hợp với Thấm hơn một xíu. Tại vì bạn hoạt ngôn nhưng mà bạn cũng có một cái trầm lắng nhất định á. Thì em nghĩ là cái năng lượng của Thấm nó sẽ nhiều hơn á. Nên là bạn sẽ thích hợp nên nó cân bằng lại. Rồi cái vụ chiều cao đó là bạn em thấy thì sao? Em nói Thấm là đàn ông thì cao từ đây trở lên thôi. Không nhất thiết phải cao cái chân đâu. Câu này hay, tôi like đó nha.
Rồi, cảm ơn em gái. Cũng đó là một cái ý kiến để cho bạn mình có thể tham khảo thêm nha. Rồi, quay tới bên kia Đạt ơi. Đây, hai cô gái. Xin chào tất cả mọi người. Dạ, em là Trần Thủy Vi. Em là bạn của Hoàng Duy Khánh á. Hôm nay là em thấy là hai bạn nữ rất là xinh à. Nhưng mà với một người năng động như là Khánh á, thì em nghĩ là bạn nữ áo đỏ sẽ thích hợp. Và nữ gái đỏ là sẽ trầm tính hơn. Trầm tính hơn đúng không? Dạ, cho nên là em nghĩ là hợp với bạn Khánh. Rồi, cảm ơn em. Còn cô gái xinh đẹp này. Em gửi lời chào đến anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường cũng như là hai bạn nữ xinh đẹp ở đây. Thì em là một người em gái cũng như là một người trợ lý, đồng nghiệp của anh Hoàng Nhân. Dạ, về nói về để anh Hoàng Nhân phù hợp với ai á, thì em nghĩ là đã có một sự trùng hợp giữa anh Nhân cũng như là bạn nữ áo xanh ở đây. Khi mà bạn nữ cất câu ca cổ lên á, là em ngồi đây em rất là mong đợi. Anh Nhân ơi, anh hát câu ca cổ đáp lại bạn nữ bên này đi. Tại vì anh cũng là người Sóc Trăng ấy. Dạ. Ok, em sẽ gửi. Nhưng mà cũng em hay không phải anh Nhân hát nha chị. Ok, rồi. Em ơi, anh không phải là kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử. Mượn đó đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với quá đau. Wow. Ê, sao bên đây hát mà nhìn thấy em nhìn đắm đuối quá vậy Duy Khánh? Em thấy ta hát cái luôn hay của mình. Có chừng hồi mà hai bạn nắm tay đi về thích đâu nghe. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quan trọng, đó chính là Mở cửa trái tim. Chào bạn. Dạ, chào bạn. Dạ, chào tất cả mọi người. Dạ. Ủa vậy thôi hả? Cảm xúc gì kỳ vậy? Rung quá, phải sao? Cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Là... nhận xét về hai bạn gái chẳng hạn. Dạ. Đầu chưa gọi hay sao mà ngứa? Không biết nói gì. Tại vì chẳng cái này mình còn tự tin như thế nào. Dạ, nói chung là nhìn dạ rất là đẹp. Dạ rồi, xin chào Phương cũng như là xin chào Thắm. Thấy chưa, thấy người ta MC chưa? Dạ. Nhớ tên luôn á. Dạ, thì đầu tiên là nói chung là ấn tượng đầu tiên đó là hai bạn rất là xinh. Và mỗi bạn sẽ là có một cái tính cách riêng, mặc dù là hai bạn đều là bằng tuổi với nhau. Qua cái tính chất công việc của hai bạn cũng sẽ nói lên điều đó đúng không? Thấm thì đang làm lễ tân của khách sạn nên sẽ ngoại hình khá là chỉnh chu, và đặc biệt hôm nay sẽ có một cái sự trùng hợp, đó là chúng ta cùng đều mặc màu đen đúng không? Dạ, ủa, đó là vậy tôi với Tường sao? Ê, trời ơi, ủa cái gì? Ủa. Rồi, cảm nhận của hai bạn nữ như thế nào đây nè? Bây giờ nè. Rồi. À, em chào hai anh ạ. Đầu tiên thì anh Khánh, em nhận xét thì anh khá là vui vẻ, hoạt ngôn, trái với tính cách em là em hơi trầm tính. Anh lớn hơn em mà được cái dạng. Chưa tự quen miệng, xin lỗi chị. Xin lỗi chị. Gì vậy? Em quên, giờ em xin lỗi. Không, cứ thoải mái thôi, chứ vợ anh nhỏ hơn anh mà anh vẫn kêu dạ đó. Và em nhận xét chung với anh thì em cảm thấy thì hai anh trẻ hơn so với tuổi. Về anh Nhân, về cái nghề của anh MC thì em khá ấn tượng vì em thích những bạn mà có cái nghề về MC á. Rồi mốt em làm đám cưới có mời anh làm MC không? Dạ nếu có cơ hội. Trời, có cơ hội luôn kìa. Dùng tôi sát một tim. Đây nào. Dạ, trước tiên là em chào hai anh. Dạ em cũng có suy nghĩ giống như bạn là mới dở cái cửa ra thì em thấy hai anh rất là trẻ hơn so với tuổi. Đầu tiên là em ấn tượng anh Khánh là tại vì cái câu chuyện mà anh chia sẻ làm cho em rất là cảm động. Và cũng như là em cũng có một xíu đồng cảm với lại anh. Còn về anh Nhân, khi mà anh hát câu giọng cổ lên là em thấy sao mà khớp vậy. Sao mà nó đồng điệu với em quá. Dạ. Thấy chưa, nghe hai cô gái người ta phát biểu chưa? Mình coi lại nha. Bây giờ thì mình coi tặng quà, tặng quà đi. Thì em xin phép tặng quà luôn. Dạ. Em mày đang diễn hài hay gì vậy? Tặng cho bạn. Có lấy cái bọc đựng để đựng luôn. Dạ. Trời, lấy cái bọc đựng luôn. Dạ, em tặng cho bạn cái này. Dạ. Trời, làm gì nó khúng núm vậy? Trời, chết lên một cái. Trời, anh có quà luôn hả? Gì vậy? Cái phát biểu vậy đó. Chị Tường, em có tặng cho chị một cái. À, có lời nhắn nhủ gì với món quà này không? Cái này là gì đây? Bạn đang ngủ không chịu? Không phải cái gì mà kiểu như là che mắt để ngủ. Che mắt để ngủ á chị. À. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, ngày hôm nay em đến đây em tặng thì em nghĩ là đường đi đến trái tim phải qua cái dạ dày. Dạ, thì em sẽ có hai phần quà gửi hai bạn nữ. À, đây anh. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À.
Dạ, anh gửi em. Đi tới trái tim là phải qua bao tử. Rồi cho tôi hỏi là, cho tôi coi luôn coi. Trái tim là tặng quà gì vậy? Sạch sẽ sức răng. Dạ. Bánh bía hả Cưng? Dạ, bánh bía, bánh bía. Nói nào ngay là trong chương trình này nãy giờ chị dành sân chơi cho Khánh nó hơi nhiều hơn em. Dạ. Nhiều khi nãy giờ em nói chị Tường chơi ép người. Bây giờ chị cho em chỗ tài nè. Thì bây giờ mình tạm thời mình ghép hai cái bạn đỏ này nè. Bây giờ em làm MC, mời em ra. Bữa nay là đám cưới của bạn Khánh và bạn Phương. Em ra em làm MC cho chị coi. 2 phút dành cho em, bắt đầu. Tàn, công trang với mẹ gì đó nha. Con xin phép cô nha. Thôi mình đi ra chờ cho bạn ấy cổ tài. Tàn, 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 tàn. Kính thưa quý vị khách, tình yêu là đề tài buông thõng đã được các nhạc sĩ, các nhà thơ viết thành những án thơ tình bất hủ. Chính vì thế ngày hôm nay tại sân khấu này chúng tôi sẽ có sự nên duyên của hai bạn, đó chính là Duy Khánh và Bảo Phương. Và bây giờ xin mời quý vị khách sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để cùng chào đón cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất của ngày hôm nay, Duy Khánh và Bảo Phương. Tèn tèn ta lên. Tèn tèn ta lên. Kính thưa quý vị, thì trên sân khấu lúc này chính là cặp đôi hạnh phúc nhất của ngày hôm nay sẽ gửi đến toàn thể quý vị một lời chào trân trọng. Cúi đầu chào đi em. Cúi đầu chào. Trời ơi, chào đầu. Vậy rồi tiếp tục. Dạ, kính thưa quý vị, thì để trải qua một cái hành trình gian nan vất vả để hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập và cũng có những cái sự gắn kết trong ngày hôm nay, thì ngày hôm nay đã có sự hạnh phúc và chúc phúc của tất cả quý vị. Và một nữa thì Hoàng Nhân cũng gửi một lời chúc đến cho cặp đôi có ngày hôm nay sẽ được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Wow. Cảm ơn MC luôn nhận các xe. Dạ, nhận các xe. Rồi, Phương vô đây luôn. Trời ơi, của cái thằng này nó vẫn có chưa quà hết. Có quà nè, quà chưa hết xe luôn kìa. Bé Phương có quà, bé Phương có quà. Phương có quà. Rồi, mời Phương bé Phương. Dạ, đến đây thì em có hai cuốn sổ tặng anh. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ, em tặng anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi. Tới phiên em. Tới đây thì em cũng có hai món quà tặng cho hai anh. Dạ. Bây giờ tôi hỏi hai chàng trai, hai cô gái nè, trước khi mà đi đến cái quyết định là bấm nút hẹn hò, thì các bạn có nguyện vọng gì nữa không? Có ai muốn hỏi cái gì, thắc mắc cái gì với đối phương không? Em muốn hỏi anh Khánh trước, anh có dự định khi nào mà mình có vợ hay sao không? Có gia đình, có gia đình. Hiện tại thì anh cũng chưa có dám nghĩ tới, anh chỉ nghĩ là mình tìm một người bạn. Tới một thời điểm đó mà Khánh cảm thấy là Khánh đã có một cái chỗ vững chắc rồi, Khánh tiến tới hôn nhân. Khánh muốn xin phép hỏi một xíu là tại vì Khánh rất là năng lượng, thì không biết là bạn có cảm thấy khó chịu không? Anh năng lượng kiểu nào anh? Ví dụ như anh thấy em mà có chậm chậm gì là anh lẹ lắm, anh nhào vô liền, anh rất là giống như là con sói đó. Có thèm khát vậy. Mẹ người ta ở dưới đó. Con sói thèm khát đồ thấy ghê vậy. Con mới dùng cái từ này, tức là con chủ động. Thấy anh hoạt ngôn. Em có thích cái hoạt ngôn của anh không? Có. Đừng nói nhiều quá. Đừng nói nhiều quá. Lúc em cọc đừng nói nhiều. Đâu cọc hả? Có cọc nữa hả? Kiểu em cọc ví dụ như em thường là em muốn nghỉ ngơi một mình á. Anh rất là muốn chia sẻ với người yêu của mình, bạn gái của mình là anh, tức là bạn có buồn hay cái gì, hay là bạn có khó chịu cái gì trong lòng, bạn cứ nói thẳng với anh. Chứ để cho bụng tao không hiểu. Đúng rồi, đừng có giận hay là... Nếu mà người em mà em có tình cảm là em kiểu em có tính cách là hay lằng nhằng á. Ê, anh có một chút xíu lằng nhằng nha. Tới phiên em. Cô Thắm, đợt này tính dắt ai về làng đây cô Thắm? Dạ, em muốn hỏi anh Nhân. Em nhìn anh vui vẻ vậy á, anh có hay bị cọc tính không? Trước đây thì anh có cọc nha, nhưng mà sau này tại vì tính chất công việc thì anh cũng phải cố gắng để dằn lại, để cho mọi thứ nó suôn sẻ, chứ không thể nào cọc hết. Còn nếu mà nói với người yêu thì cọc thì đó giờ chưa cọc. Chưa cọc anh? Rất là cưng. Dạ, em muốn hỏi anh thêm một câu nữa là anh có ngại về làm rể làm quan? Bắt về làng luôn rồi. Cô Thắm bắt về làng luôn rồi. Hỏi là ngại, có ngại làm rể không thì cũng chia sẻ với em, thì anh là con lớn ở trong nhà nên là yên tâm là anh cũng không sẽ có phải sợ là phải ở lại là để giữ, để gọi là người ta thờ cúng, tức là sẽ không có lo về cái chuyện là từ đường ở nhà nên em yên tâm. Ok, dạ, lớn là không làm hả? Dạ, dạ ở dưới quê là Út mới làm. Dạ. Khó Út thương nhờ Út chịu. Dạ đúng rồi. Mà giờ ta hỏi có chịu làm rể Long An không? Anh không ngại đi Long An, anh chỉ cần có lý do. Là ngọt lắm nha, dẻo miệng lắm nha. Cho qua nắm tay thử cảm xúc luôn rồi. Đi ha. Đúng rồi. Hỏi hỏi bây giờ gì nữa. Thì hai chàng trai sẽ lần lượt đi qua xin phép nắm tay từng bạn gái. Mỗi người chỉ được nắm mỗi người 30 giây.
còn có muốn nói gì hay không là quyền. Mời em trước, hồi nãy nó nói nhường em rồi, bây giờ chị mời em trước đó nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chắc là xin phép nha. Chắc là anh sẽ không nói gì ở thời điểm này. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Wow, quý ông quá vậy. Được làm. Còn đối với Thống thì chiều cao như thế nào à? Nếu mà em không bỏ vài câu góp ra thì chắc cũng cũng cỡ. Ok, rồi cảm ơn Thống nha. Dạ. Dạ thôi, em cảm ơn chị. Rồi. Nắm tay ra mời bạn nhảy mà đứng hiên ngang, mà đi hiên ngang cho chị coi. Dạ, tại quen rồi. Đầu tiên thì Khánh rất là cảm ơn bạn ghi cái tờ giấy, tại vì Khánh rất là thích cái những cái tờ giấy mà ghi bằng tay á. Dạ. Không nghe. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Xin phép nắm tay cái. Làm gì mà nó khúng núng. Trời ơi, nắm tay mà chu cái mông vô mặt người ta. Ủa mà đi qua hướng mình đi. Xin lỗi. Dạ. Không ai mà chệ tới cái mông dở này mới nắm tay ta. Quá kiếp. Dạ, ô nắm nữa hả? Dạ. Vậy thôi cho nắm hai bên luôn đi vậy. Trời. Mất đá anh. Cái hai tay. Bây giờ đó không biết làm gì. Ở đâu, nó có ý hết đó. Về chỗ đi, nó lanh lắm. Trời ơi. Sao mà qua mắt chị Tường được. Nhưng mà bây giờ không, trước khi bấm chương trình này chia sẻ thiệt cái nè. Đây là chị nói nghiêm túc nha. Dạ, dạ. Có thể nó là lịch sự. Ừ. Có thể là cách em lựa chọn trong giao tiếp. Dạ. Có thể nó do cuộc sống mình đã gặp nhiều khó khăn mà mình phải lăn lộn ở ngoài xã hội. Dạ. Nhưng đến một lúc nào đó mình cảm thấy là mình cũng phải có một cái sự tự tin của bản thân. Bởi vì dù mỗi người ở giai cấp nào, công việc gì đều có giá trị riêng của bản thân mình. Có những cái mình cần phải khúm núm, phải khép nép, phải lịch sự, phải cúi đầu, phải khom lưng. Nhưng có những cái không cần thiết. Dạ. Nhớ suy nghĩ câu nói của chị nha. Dạ. Có những cái mình cũng phải thẳng lên hiên ngang nhìn để cho người khác mới có cơ hội khom lưng với mình. Còn nếu mình cứ như vậy hoài là mãi mãi mình sẽ là người khom lưng. Dạ, em cảm ơn chị. Hiểu ý dạ, chị nói dạ, không? Dạ. Rồi, bây giờ thì mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Mỗi người đều có hai cái nút bấm để mình bấm cho đúng. Nhìn về phía trước, suy nghĩ lắng động, nhắm mắt lại. Sau 5 tiếng đếm của anh Đạt thì sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. Và đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Thời gian bắt đầu tính. 5 4 Ấn tượng đầu tiên đó là hai bạn rất là xinh. Và mỗi bạn sẽ là có một cái tính cách riêng. Mặc dù là hai bạn đều là bạn tuổi với nhau. Và đặc biệt ngày hôm nay sẽ có một cái sự trùng hợp. Đó là chúng ta cùng đều mặc màu đen, đúng không? Yeah. Về cái nghề của anh MC thì em khá ấn tượng. Vì em thích những bạn mà có cái nghề về MC. 3 2 Anh có dự định khi nào mà mình có vợ hay sao? Anh chỉ nghĩ là mình tìm một người bạn tới một thời điểm đó mà Khánh cảm thấy là Khánh đã có một cái chỗ vững chắc rồi. Khánh đi tới hôn nhân. Dạ, em muốn hỏi anh thêm một câu nữa là anh có ngại gì làm rể Long An? Anh không ngại đi Long An, anh chỉ cần có lý do. 1 3 Bấm à. Bấm đi. Hết thời gian. Kính thưa quý vị, và hiện tại chúng ta đã thấy có được một cặp đôi ngồi ở ghế xanh. Và hai bạn xanh đã bấm nút cho nhau. Bây giờ chị muốn hỏi Khánh là vì sao em không bấm nút? Khi mà nghe bạn chia sẻ là bạn không có thích lằng nhằng á. Khánh thì không phải là lằng nhằng dạng mà khó ưa, mà tức là mình rất là năng lượng. Mà mình không những là mình muốn năng lượng cho mình, mà mình muốn truyền cái năng lượng đó cho người yêu của mình, cho người yêu mình tích cực hơn, vui hơn á. Không biết là em có buồn không? Hiện tại thì cảm xúc của em như thế nào? Thiệt ra thì em cũng có một chút hốc hận, hụt hẫng. Nhưng mà quyền quyết định thì cũng do anh. Em không biết sao ạ. Không, nhưng mà sau lần này thì mình sẽ tự tin hơn. Tại vì mình dám nói ra những cái suy nghĩ của mình. Dạ. Dám quyết định.
nó ra chứ không phải đơn phương nữa. Đó, lần sau cứ y như ngày hôm nay, cái gì mình thích là mình làm. Còn cái kết quả được hay không nó không quan trọng. Không có gì để tiếc nuối hết. Mình cũng đã làm đúng với cái điều mình thích. Rồi, xin mời các bạn đứng ra phía trước. Cảm ơn em. Đây, chúc mừng một cặp đôi nào. Đầu tiên là mình sẽ chúc mừng cặp đôi này nha, nắm tay nhau đi hai bạn. À. Đưa nhau về Vinh nha, Long An, Sóc Trăng, thành phố gì cũng được, ở đâu mà miễn nơi đó có tình yêu của các bạn là được. Hãy dành thời gian để mà chăm sóc cho nhau. Mời hai bạn hôn nhau một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm cho ngày gặp mặt nhau trong chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Chắc là xin phép em anh sẽ hôn lên tay nha. Wow. Mệt. Nhẹ nhàng vậy thôi. Các bạn trẻ giờ khổ quá, tôi mà gặp được trai thì tôi ôm tôi hôn đại đi, gì mà tay với chân nữa, mệt mỏi ghê. Ngại. Nè, ngại cho hôn tay chuyện cái lấy hên nè. Đó. Cố gắng phát triển giàu có lên nha. Cho có ôm lấy chuyện. Rồi ôm luôn. Rồi. Trời ơi. Ok. Rồi, kính thưa quý vị, và bây giờ thì các tường xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị hơn. Và đặc biệt là sản phẩm này không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản. Rồi xin gửi tặng đây, các bạn tặng nha. Em. Và đối với cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của MTV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Đối với những cặp đôi không thành công đừng lo nhé, và các bạn chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được gặp và được tư vấn bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã có mặt chính thức trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.